Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em trở lại với luồng livestream của Cương Nguyễn. Giọng mất quá các ông ạ. Dạo này hò hét gà qué mất hết giọng rồi. Bây giờ thế nào giọng tôi để trở thành một người đàn ông kiểu khàn khàn anh em ạ. Hello anh Khương Thắng nha. Hello Trần Văn Hóa. Chào tất cả anh em. Chúc anh em một buổi tối vui vẻ nha. Anh em nào rảnh rỗi thì anh em chúng ta ngồi lại đây tâm sự. Tâm sự tuổi hồng anh em nha. Hello anh Phạm Khôi, hello Tuấn Thành. Trận chiều nay nổ anh ạ, đúng rồi, không phải trận chiều nay mà là trận siêu cúp. Trận cúp hôm nay nổ anh em ạ. 1 tỷ ăn 10 triệu nổ không nha. 1 tỷ ăn 10 triệu nổ, tôi còn lưu lại cái ảnh dã man quá. Một điếu nổ anh em ạ, một điếu nổ. Hôm nay thực sự là dã man, nói chung là gà qué, tôi cũng nói các ông rồi, dã người khác được đâu. Chào Dương Tuân nha, chào Trịnh Trọng Sĩ, chào tất cả anh em. Chào Vũ Storm. Phạm Khôi, anh ơi gà uống thuốc công say thì phải làm sao anh vào uống trước đá bao nhiêu phút anh? Nó uống thuốc thì nó sẽ không say thôi anh em ạ. Nó say cái gì chứ nó không say thuốc được anh em nha. 1 tỷ ăn 10 triệu nổ, có ông nào đăng ảnh lên. Anh Cường ơi, gà nổ ngược cảm giác hơn trúng đề anh nhỉ. Một ăn 100 hơn trúng đề mà anh em. Một ăn 100 là hơn trúng đề nha. Hơn trúng đề nhiều nha. Hello Nghĩa Bôn. Siêu cúp hồi chiều hay. Trận đấy dễ đá anh em ạ. Trận đấy tôi nói các ông biết như này nha. Trận đấy đá cầu như này nha. Lúc đầu tiên Con gà đỏ bị chấp 9, nhưng mà nó cao hơn to hơn. Xong lại vừa mới ăn độ ở bên Đắc Bơ à. Ừ. Thì chấp 9. Con gà trắng thì lâu rồi chưa xuất hiện. Con gà mơ. Thế bây giờ mình theo con gà đỏ. Thế một phát nó lục hục, nó đá con gà mơ chấp xuống 5. Xả sổ luôn. Xả sổ luôn. Đây là tôi đang nói về cái việc tôi chơi nha. Xả sổ luôn thì một tẹo sau tôi nhìn thấy thì con gà mơ kia nó lên nó đá. Toàn hai cựa nó đâm vào mắt miếc này, nó đâm vào quai hàm các thứ anh em ạ. Sợ vãi đái. Thế là tôi lại theo con gà mơ, theo 7 rưỡi, xong lại theo 9. Vào được mấy xịch quả thì con gà mơ là tốt phát lại, con gà đỏ lại đi mất một đèn. Con gà đỏ đi mất một đèn thì chấp xuống 4. Chấp xuống 4 thì tôi thấy con gà mơ vừa đá vừa ngã, tôi bảo thôi cái cầu này nó không được ngon cho lắm các ông ạ. Thế là tôi xả hết mẹ 4 luôn. Tôi xả hết 4, tôi đi chơi, đi các thứ về, xong là ăn cơm tối các thứ xong thì có thông tin gà nổ. Vãi đái thật. Cũng may là kiểu mình xả thì mình xả hai đầu, mỗi đầu được khoảng 2 xịch thì nghỉ. Chào anh Đức Hải. Nay thì trận cầu đấy cũng soi Huy Phạm cửa dưới ăn lên cũng hoảng à. Anh em ạ. Thấy bảo 3 tỷ ăn 100 nổ hũ à anh. Đâu 1 tỷ ăn 10 luôn. 1 tỷ ăn 10 triệu chứ gì 3 tỷ ăn 100. Một điếu nha, nha khoa Tâm Đức, một điếu luôn. Thực ra nó như này nó nguy hiểm mà khi mà các ông gặp những cái con gà mà nó định nổ mắt ấy. Các ông đừng chấp sâu nó. Bởi vì mất mắt nó hay bị chạy mang. Nhưng mà nếu như con gà mà ăn nhiều độ quá rồi thì nó chỉ chạy mang thôi chứ nó không chạy hẳn nha. Nên các ông phải cẩn thận, nguy hiểm lắm. Nói chung là để mà nói mà những anh em nghiện như anh em mình ấy mà, tốt nhất là đừng có chấp rẻ, chấp bẩn các ông ạ. Mình thứ nhất là đéo có tiền. Thứ hai nữa là chấp như thế là người ta phải có cái profit nó rất nhiều rồi, bỏ nhiều tiền ra chấp. Ăn thì được, ăn được bao nhiêu đâu, các ông ăn được 10 triệu, mất 1 tỷ. Mẹ gà thì đang đá người ta vẫn chạy được cơ mà anh em. Tỷ lệ đánh lô đánh đề là có. Chào Định Cối. Mất nhà mất cửa anh à. Chào Nguyễn Văn Tâm Tâm, chào Lâm Nguyễn Tùng nha, chào tất cả anh em. Thì hôm nay tôi thấy rằng là một trận gà cũng phải nói là kinh khủng đấy anh em ạ. Thuốc nuôi VIP tốt quá anh à. Gà đội em ăn con gà Trinh Vũ trả 180 triệu. Không trôi anh ạ. Ôi, ok Trần Huân ơi, đây là một cái thông tin rất tốt anh em nha. Đây là một cái thông tin cực kỳ tuyệt vời. Gà của Trần Huân ăn con gà 180 triệu luôn anh em ạ. Thì nếu như anh em muốn nuôi gà tốt như Trần Huân, đá được những trận gà kết như Trần Huân, thì anh em có thể sử dụng thuốc nuôi VIP.
tôi vẫn đang bán đây anh em. Xịn sò chưa? Đấy nhá, phải có những cái người người ta dùng như vậy rồi các ông mới thấy. Chứ không các ông lại bảo tôi mõm. Thuốc nguôi này dùng cực kỳ tốt luôn. Hôm qua anh em chủ gà mơ Hà Nội tham ăn Hồ Năm đã thương lượng xin bê mà căng quá không cho nên bị lật lại thì ân hận. Gà trọi làm gì có trang cuối. Đúng rồi anh ạ. Gà mà đã rơi vào cái trạng thái khuya hồ rồi mà thì chả có gì là chắc chắn cả anh em ạ. Đang đá bỏ đi là bình thường anh em. Tộc trưởng phân tích kỹ trận siêu cúp hôm nay nhé. À hôm nay thì nó rất đơn giản anh em ạ. Hôm nay là một trận mà một con thì thích dọc hầu, còn một con thì thích kèm hai bên đá mé. Thì con gà dọc hầu thì chân nó ghê, mà con gà kèm hai bên đá mé thì chân nó cũng không bình thường. Nó đá con gà kia mẹ có những cái cứ rụng ra sới luôn anh em ạ, rụng như sung luôn. Thế nhưng mà con gà dọc hầu thì mẹ chân nó lên nó vẩy hai cựa. Thế nên là tại sao tôi thích đi dưới. Cái loại gà đấy nó cứ rút lên nó bắn vào mặt sợ lắm anh em ạ. Thế là cuối cùng nó lấy mắt thật đấy anh em ạ. Nó không lấy mắt thì nó vẫn chấp lại. Nói chung cầu đấy tôi thấy là thứ nhất là như này này, tại sao đi dưới được. Đội Hà Nội quá khỏe. Anh em ạ, đi dưới thì mình cũng đéo lo là mình bị hết giá. Mà con gà cửa dưới cứ lật khật như vậy, nó lên đá được một chân lên nhiều giá lắm. Thế nên nếu như bình thường tôi có thể đi 9 nha. Thì nếu như tôi cảm thấy nó không ngon lắm thì tôi lại quay 7 anh em ạ, tôi chấp nhận cháy sổ tôi xả luôn. Không ảnh hưởng gì. Nếu mà tầm 1-2 hồ mà thấy con gà cửa dưới không ăn được thì tỷ lệ là nó sẽ sập vai. Sập vai thì nó không đá được hầu nữa thì nó thua. Thì lúc đấy mình thấy cái khoảng tầm 1-2 hồ mà chưa thấy đột biến gì thì mình quay kịp anh em ạ. Thì tất nhiên là cửa dưới người ta phải cực kỳ khỏe. Thế cửa dưới nó khỏe quá, đá được 1-2 chân nó lên giá mầm. Thế bốp phát mất mắt chấp lại 4 luôn. Thế nó đẹp sổ luôn. Đấy, mình thì đá một lúc nữa mà không có xi nhê, không có quay nhê gì mình quay sổ luôn. Bởi vì mất mắt, tôi vẫn nói với các ông ấy, mất mắt nó chỉ là một đòn đau, đòn không để chữa thôi, chứ nó không phải là con gà đấy nó thua luôn anh em ạ. Và cái cầu vừa mất mắt xong ấy là cái cầu là giá đẹp nhất để anh em ra. Thì khi nào mà anh em thấy giá dừng phát lại anh em cứ đơm từ đấy đơm lên, nó kiểu gì nó cũng lên. Thông thường là như thế. Thắng bằng đòn anh nhỉ, nó thắng bằng đòn, nó thắng bằng duyên. Đã về sâu khuya rồi thì nó thắng bằng cả tâm dòng anh em ạ. Thắng nhiều thứ lắm. Hôm nay trận gà 3-100 ở Lào Cai, tính ra mỗi con giá trị 5 củ anh ạ, xem nó chán. Đôi khi nó thế, nhưng nhiều khi nhiều những con mà giá trị trận gà chỉ đá bao 5 củ thôi, nhưng mà chất lượng của nó bằng bao tiền trăm luôn anh em. Thậm chí nhiều khi anh em thấy tôi vần ở nhà tôi mà cảm giác mẹ gà như gà cúp đá với nhau ấy. Nó có mà anh em. Thực tế nó không ở cái tầm mà người mình chơi hoặc là mình có thể đưa nó lên tầm được thì nó thế thôi. Chứ còn lại là nhiều khi có những con gà nó có tố chất đá cúp được. Nó là gọi là nó gọi là gì nhỉ? Một cái phiên bản lỗi của cúp anh em ạ. Hello Khang Phạm nha. Thế nhưng mà nhiều trận thì đá 3-102. Thực ra hai con gà hôm nay mà nhìn thì nó đéo đẹp mắt lắm, nhưng mà xem chân đá mới sợ. Xem con gà mơ nó vẩy cái cựa thì nó bánh cuốn luôn anh em ạ. Mặc dù nó bị con gà kia đá ngã liên tục nhưng mà nó vẩy cái cựa xem phải đẳng cấp luôn. Nay con gà Gia Lai hồ 10 nó đá một đòn con gà Hà Nội nằm như một con 33 luôn, vãi thật. Ngay từ hồ 1 nó đã táng con gà Hà Nội một cái, 2-3 cái như thế rồi anh em ạ. Ngay từ hồ 1 luôn, ông nào xem. Tôi xem trận đấy từ đầu các ông ạ, tôi chưa thả gà. Tôi đá trận đấy từ lúc chưa thả gà luôn. Bởi vì tôi xem con gà Gia Lai đẹp quá. Thì tôi thông thường gà Gia Lai hay là gà chói chặt đánh anh em ạ. Thế nên tôi thích con gà Gia Lai. Mà tôi nhìn con gà Hà Nội tôi trông đúng con gà này khả năng cửa dưới rồi, thế mà lại đi chấp 9. Thế là tôi theo mẹ con gà Gia Lai luôn. Thế nhưng mà con gà Hà Nội nó đảo giá nhanh quá. Thì nổ ngược thì là bị nó đá đau quá thì nổ thôi anh em. Hai con gà tầm đấy thì con nào nó gan hơn thì nó ăn thôi anh em. Khó nói lắm. Vì con gà Hà Nội thì cũng bị đau mà con gà Gia Lai thì cũng bị đau. Bây giờ con nào nó gan lì hơn, con nào nó bền bỉ hơn thì nó ăn thôi. Nó tông dòng nó tốt hơn, nó nuốt được đòn. Chứ còn ăn xong chắc đéo đi về đã sống được không. Đá cái trận đấy hai con đá nhau dã man lắm. Ngay từ hồ 1 thì đã nhiều đòn gà mơ đổ rồi. Đúng rồi Tuấn Anh, EVN, ETV ơi. Bọn em hẹn gà Bắc Ninh bao một củ chưa thả gà 1-200 củ bằng luôn. Tiền bao nhiều khi chỉ là con số đại gà. Đúng rồi anh em ạ. Gia Lai hay Hà Nội ăn đấy anh. Gia Lai ăn anh em nha. Gia Lai bị chấp một điếu ăn lại anh em ạ. Dã man quá. Gà trọi. Cái trò này man dợ anh em ạ. Trò này nó quá man dợ luôn. Thế nên ở đấy tôi vẫn bảo các ông ấy, giá 1, giá 5 điếu rồi cái giá điếu điếc là của mình. Mình quay mẹ sổ đi. Ví dụ thua thì các ông chấp nhận đầu tư thêm, thua thêm 2 triệu nữa cũng được. Các ông bỏ lấy 2 triệu ăn lấy 50 triệu. Thế thôi, chứ đừng có quay lại lấy 50 triệu để gỡ đi 2 triệu của mình. Đã thua nhiều rồi thì 2 triệu đéo phải có vấn đề gì anh em ạ.
Nhưng mà đi dưới thì may ra nó vớ vào vớ vẩn, nó câu giờ được đến cái lúc mà gọi là khuya hồ đấy, thì là các ông vẫn có cơ hội đẹp sổ. Chứ cái đi cái 50 ăn 2 mà nó không đá chết nhau ngay được ấy, mà nó ghê gớm lắm anh em ạ. Nên nếu như các ông chấp 50 ăn 2 cũng được, nhưng mà trong cái hồ đấy hoặc hồ sau nó phải giải quyết được đối thủ. Gà đối thủ nó không có khả năng phản kháng nữa thì chấp cũng được. Thông thường nhá, các ông thích chấp sâu thì các ông nên đá những trận tối muộn. Những trận tối muộn nó không còn khách nữa thì nhiều khi con gà nó vẫn gồng cái giá nó không đúng, tức là nó chả đá được cái gì nữa đâu, nhưng mà nó vẫn còn giá 2 giá 3 thì anh em chấp giá 2 giá 3 cũng được. Thì lúc mà nó nét quá rồi ấy, thì người ta lại chấp điếu thì lúc đấy mình xả cũng được. Thế nhưng mà những cái trận mà ban ngày đấy mà cá sấu nhiều, người ta chấp bồ lao bố tuét ấy, chấp nó đi sâu giá lắm, anh em cứ hao chấp theo là chết ấy. Cặp đấy không nghĩ Gia Lai lại ăn 0,2 rồi. Gia Lai là ăn một điếu ăn lên anh em, tôi thấy có cái tờ cáp là 1 tỷ ăn 1 tỷ ăn 10 triệu mà. Rồi có mấy ông kêu là 100 triệu ăn 1 triệu mà. Một điếu ấy chứ. Hà Nội ăn 5 cái đắc bơ phải không anh? Hà Nội thì mình không rõ, nhưng mà con gà Gia Lai mới ăn đắc bơ 5 hồ anh em ạ. Bên kia định B còn gì? Ông nói thì hay. À, định B thì là định B thôi, nhưng mà bây giờ không cho người ta B thì gà chọi đấy nó có trang cuối đâu anh em. Định B nhưng nó có thua đâu. Tôi thì con nào mà B chả được, tôi nói cái gì hay? Thì tôi có bảo là con nào nó hay đâu. Hai con nó đều hay, đúng không ạ? Thì tôi không nói là con gà Hà Nội dở, mà tôi cũng không nói là con gà Gia Lai dở. Hai con gà nó hay vãi đái à? Thì nói hay, thì bây giờ không nói hay thì tôi được tiền thì tôi không nói hay à? Thì tôi thua tiền đi thì anh em bảo tôi nó không nói không hay. Thì tôi có thua đâu, đúng không ạ? Chứ có là gà thì tôi đấy là tôi có lời khuyên cho anh em là ở giá điếu giá điếc thì anh em quay sổ đi, vì gà chọi thì chả nói trước được điều gì đấy, người ta định bê rồi nó còn ăn ngược đấy. Gà chọi cái tầm khuya hồ thì biết con nào hơn con nào, anh em cứ kèn cựa câu nói. Thế bây giờ tôi hỏi các ông, tôi nói gì sai đó? Có nói gì sai không? Tôi không chê con nào, hai con đều hay, đúng không ạ? Thì bây giờ nó đá về khuya hồ thì biết con nào ăn. Em mới học chơi nhưng mà giá điếu em cũng không ham, vì chấp thế cầm tiền đánh lô cho xong. Thì cái vấn đề ở đây nó là những cái người mới học chơi thì lại không bao giờ chấp điếu mà lại đi điếu anh em ạ. Những cái người người ta đá lâu năm rồi thì mình thấy như thế. Người ta sẽ thấy là người chơi cá sấu thì người ta mới hay chấp sâu thôi. Chủ gà thì những trận đấy tôi nghĩ là cũng chắc cũng sẽ đẹp sổ thôi. Đợt này sắp ra độ hết rồi anh ạ. Chân xanh sang tuần, ô tía sa van 10 hôm nữa, đuôi lau cũng 10 hôm nữa. À thế thì sắp có 3 con ra sới một lúc à? Ngon nhỉ. Giá 1, giá 2 đang lo quay sổ. Điếu mà không quay thì nghỉ gà cho nhanh hoặc thừa tiền. Cái vấn đề thì thực ra nó khó nói lắm anh ạ. Ngon thì người ta mới chấp, nhưng mà ngon ở đây biết như nào là ngon anh em. Khó nói lắm. Toàn mấy ông bị nổ ngược là quay sổ. Nói chung là cái tỷ lệ nổ ngược nó cũng thấp anh em ạ. Nhưng mà 1-2 ăn lên là có, chứ mà một điếu nổ ngược thì nó ít lắm. Những cái con gà như con gà của Ninh Bình nổ 4 điếu nổ ngược nó đã là vỡ sới rồi anh em ạ. Con này thì chắc là dã man quá đấy. Chào Đông Hải Dương nha. Chứ nói câu chuyện như vậy với anh em thôi, tôi cũng chia sẻ với anh em là hai con gà đều hay, nhưng mà đá vào khuya hồ thì không biết con nào thắng con nào. Vậy thì các ông thôi thì giá 1 giá điếu là của mình. Các ông đừng có cố thì đi mà chấp sâu làm gì. Người ta nhiều tiền thì người ta chấp. Còn mình cái hội nghèo anh em mình, nhưng mà ít tiền thì thôi thì đầu ăn cựa các ông ạ. Chịu khó bỏ ít ăn nhiều. Khuyên nhiều rồi em, tiền ai lấy rằng, thua nhiều tự rút kinh nghiệm ngay mà. Em Thái Nguyên chào anh nhé, chào Kiều Gia, cảm ơn anh Cường Hít Nguyễn nha. Đá gà cứ phải đẹp sổ là ok nhất, nhiều khi đẹp không được các ông ạ, muốn đẹp đéo được. Bây giờ các ông bênh 6 đúng không ạ, tí nó chấp lại 2 thì các ông đẹp sổ kiểu gì? À nó chấp tiếp số 2 thì đẹp sổ kiểu gì? Khó nói lắm. Nói chung là cái con mắt nhìn của mỗi người thôi. Đá thì tất nhiên là một phần dựa may mắn, một phần dựa vào cái khả năng nhìn nhận của mọi người. Nhưng mà tốt nhất thì nếu như các ông có bênh 6 đúng không ạ, bênh chục quả 6 chẳng hạn, thì nó chấp xuống 1 thì các ông bênh thêm chục quả 1 đấy. Xong là ngồi đấy đợi nó lên giá thì các ông quay, lên giá 4 giá 5 thì các ông sợ quá thì các ông quay hòa sổ. Còn nếu như mà các ông mà kết ăn thì đợi chấp lại, còn không thì quay đẹp sổ thế thôi. Nhưng tông dòng em kém đầu mà ăn cựa em chạy kêu mất. Gà kết cu nên đi, gà kết cu nên
đi cửa dưới được không? Gà kết đấy, gà nào định đi cửa dưới được anh em, quan trọng là nó có đòn dưới hay không thôi. Hai trận như hôm nay chắc về bán cả vợ anh à, khó lắm anh em ạ. Người ta chấp 1 tỷ ăn 10 triệu là người ta có năng lực tài chính kinh khủng lắm. Cái tầm đấy của người ta rồi thì mình, anh em mình không ấy được, anh em mình không thể so sánh được. Anh xem độ cúp Hà Nội với Gia Lai hôm nay không? Anh có chứ Mạnh Quyết ơi, anh có đá trận đấy luôn. Trận đấy nó hay mà anh em, trận đấy hay, trận đấy hai con gà hay, một con thì trói lối đá vai lưng hay, một con thì đá dọc hầu hay anh em ạ, dọc mang tai, quai hàm, mắt mũi, nói chung đâm mặt hay anh em ạ, đâm mặt đâm cổ hay. Trận đấy là chuẩn một con đá dưới một con đá trên luôn anh em ạ. Gà Hà Nội chạy sao Minh Hiếu ạ, tôi không xem đến cuối cùng, tôi chỉ biết kết quả thôi khi người ta báo về thôi, chứ còn tôi thì chính xác là đá được khoảng tầm 7 phút là tôi đẹp sổ rồi. 7 phút tôi bênh gà Gia Lai, xong khoảng tầm 7 phút sau thì gà Hà Nội chấp lại. À, gà Gia Lai chấp Hà Nội xuống 5 là tôi đẹp sổ rồi. Thế nhưng mà tôi nhìn thấy gà Hà Nội ngon thì tôi lại đâm gà Hà Nội. Đâm gà Hà Nội xong là một lúc sau gà Hà Nội lại chấp 4 thì tôi lại càng đẹp anh em ạ. Đẹp mấy lần. Gà chọi không có trang cuối, nhưng phải nói là trận gà hôm nay là trận gà kinh dị chứ không phải là kinh điển nữa. Lúc lúc 3:30 tôi vào xem thì thấy hai ông đang nặn hai cục đất sét cơ ạ. Hai con gà đen như hai cục đất sét. Hai ông đang cầm xoay đít nó, trông như hai ông nặn đất sét kinh vãi. Trần Hà, gà môn chơi khó quá, vừa rồi mình ra hai con hồ hai chấp, họ chấp mình hai, mình đá họ sáu hồ chạy kêu, anh em mình tin gà mình gấp được khúc. Ok bác Trần Hà nha. Tầm đá 1 tỷ ăn 10 triệu thì tài chính người ta ít nhất mấy trăm tỷ, ít nhất trăm tỷ cũng có khả năng anh ạ. Em cũng gặp cái người mà đá 10 triệu, 1 tỷ ăn 10 triệu trong người chẳng có nghìn nào rồi đấy anh ạ. Nói chung là đa số là người ta là có kinh tế thì người ta mới đa thế. Còn lại có một số ít thì không có kinh tế cũng đa thế, nhưng mà lại báo nhà anh em ạ. Báo đời. Anh ơi, mùa hè anh nuôi có bị lúc ra tái đi không anh? Bế ra thì lại đỏ lên, em nuôi từ trước giờ toàn kiểu vậy. Nhiều ông bảo bị bệnh ký sinh trùng. Thì thứ nhất là các ông tắm xong thì gà nó hay tái đi. Thì thứ hai nữa là cái trường hợp mà nó ra nó tái đi là con gà nó lực nó chưa đủ anh em ạ. Nó thiếu dương khí kiểu dạng vậy. À thì nói đến câu chuyện đấy thì hôm nay có một bác bây giờ đang ngồi xem live stream của anh em mình. Đây này, là bác Đức Hải. Bác có nói cái câu chuyện là gà bác, là bác ấy rất chăm chỉ, bác ấy nuôi sáng 5 giờ 15 là bác đã dậy chăm gà rồi, xong là 7-8 giờ thì về ăn sáng uống cà phê các thứ, xong là bác đấy lại sang bác chăm gà đến trưa, trưa về nghỉ ngơi một tí, xong chiều lại sang chuồng gà chăm gà tiếp. Thế nhưng mà đi đá thì cứ 2-3 hồ là hết mẹ xăng rồi đấy. Thì cái vấn đề nó nằm ở cái chỗ là nhiều ông đến cái thời điểm này nuôi gà chắc chắn là cũng sẽ dính những cái trường hợp đấy. Bởi vì tôi cũng là cái người bị như thế rồi, và cảm giác thấy nó mơ hồ vãi đái luôn, mà nó không có cái tự tin gì đá gà cả. Gà mình ví dụ như là cửa trên chấp người ta 2-3, xong về sau thì đéo nào mình lăn đùng ra thua vì tụt lực anh em ạ. Vì cúm chân, vì tụt lực, rồi vì kiệt sức. Đấy, thì tôi cũng đã từng trải qua những cái giai đoạn như thế rồi. Thì tôi thấy là chung quy nó có những cái vấn đề này này. Thứ nhất là nuôi gà lúc đỏ lúc trắng là nó cũng hay bị như thế, là hay bị đi đá tụt lực. Và thứ hai nữa là do cái kinh nghiệm nuôi của anh em mình ít. Mình nuôi con gà thực tế ra là nó không khỏe sâu, nó chỉ được mỗi cái nước sơn bên ngoài thôi. Nhiều con nha, tức là bác nói là có con đỏ và có con cũng không đỏ, nhưng mà chung quy đi đá là toàn 2-3 hồ xịt. Thì tôi mới hỏi bác ấy là về, thứ nhất là về cái chế độ chăm sóc thì bác cái chăm như nào. Thì bác ấy cũng nói đấy, kể lại câu chuyện là bác chăm một ngày như thế rất vất vả luôn, nhưng mà nó không hiệu quả. Thì tôi hỏi bác là bác có dùng thuốc nuôi không, thì bác không dùng. Đấy, vì gà nhà bác nhiều, bác sợ dùng nó tốn kém. Thì tôi bảo là nếu như dùng thuốc nuôi thì chắc chắn là nó cũng sẽ cải thiện. Thứ hai nữa là tôi hỏi là bác cho ăn cho uống như nào, có đủ dưỡng dinh dưỡng không. Thì bác nói là bác ấy ngày nào cũng cho ăn mồi rắn. Thì tôi mới có một cái cảm nhận như thế này, tôi nói cho bác ấy, bảo là thì em thì cũng không biết như nào, nhưng mà rắn thì bản thân con gà, con rắn ấy thì nó lại mang âm khí nhiều, mà con gà của các ông nó là gà đực thì nó lại cần dương khí hơn, anh em hiểu không? Nó cần dương khí hơn. Thì bây giờ các ông cho ăn rắn nhiều, cái âm khí nó mạnh quá, thì tôi nghĩ rằng là con gà nó cũng không tốt, nó sẽ không thể nào sung như con gà khác được.
Nên là cái việc ăn rắn ấy thì tôi nghĩ rằng là cũng nên ăn, nên cho gà ăn, nhưng mà ăn ở phần nào thôi, chứ không thể ngày nào các ông cũng cho gà ăn rắn được. Đấy, cũng giống như là anh em mình như thôi. Nếu như ông nào mà cũng nghe những người lớn người ta nói như là các anh em mình ngoài 50 tuổi hãy nên uống rượu rắn, đúng không ạ? Vì uống rượu rắn bây giờ thì nó bổ âm chứ không bổ dương, thì các ông dễ bị gọi là yếu sinh lý đấy. Nên tôi nghĩ rằng là con gà cũng vậy thôi. Nó là con gà đực thì nó cũng cần dương khí anh em ạ. Chứ bây giờ nó âm khí nó bổ quá thì chắc là nó cũng không tốt đâu. Anh em cho ăn vừa phải rắn giết thôi. Anh ơi, gà em Vần ăn tiêu đều, không xuống cân mấy mà cứ trắng với khô da toàn thân. Gà em chăm đủ rau cà chua cho uống vitamin C và nhiều mà không khỏi, anh chỉ em với à? Thì bạn gì nhỉ? Kiều Quân FPT. Thì mình nghĩ rằng là anh em, thứ nhất là anh em xem anh em có om nóng quá không. Nếu mà anh em không om nóng quá thì anh em chú ý xem anh em có dùng tan đòn ấy. Có một số cái tan đòn là bôi vào nó cũng bị khô. Với thứ ba nữa là nếu như mà con gà của các ông mà nó hay có dấu hiệu bị như vậy thì khi mà đi đá về thì các ông nên bôi cho nó một chút kem vitamin E để cho nó dưỡng cái da nó, để nó đỡ bị khô khi đi đá về. Đấy thôi, đi đá về các ông hấp nóng những con gà nó không chịu được thì nó cũng bị như thế nha. Và nếu như mà nó vẫn vậy thì anh em cho nó uống thêm nước vào để cho nó đỡ khô da. Chơi gà lại âm khí với dương khí nữa hả anh? Thì cái vấn đề này tôi cũng suy từ con người ra thôi các ông ạ. Thế bây giờ các cụ dặn các ông là 50 tuổi các ông hạ uống rượu rắn, đúng không ạ? Vì con rắn nó nhiều khí âm, bây giờ các ông uống vào nó liệt dương. Thế thì con gà nó cũng vậy, sao nó không có âm với dương? Bây giờ là trống và mái nó là âm và dương rõ ràng là gì nữa, đúng không ạ? Thế bây giờ sao các ông không đi mẹ, nhiều ông bây giờ có dám ăn đậu phụ đéo đâu, dám ăn đỗ tương đéo đâu, đúng không ạ? Sợ nó âm thịnh dương suy rồi nó liệt dương đấy. Thế thì các ông bây giờ thì không muốn đạp mái thì lấy đéo đâu ra mà sung. Phải lúc đéo là trong người cũng hừng hực, muốn đạp mái thì nó mới sung chứ. Anh em có công nhận không? Nó là có chứ, nó là rõ ràng là nó là có. Và anh em, cái vấn đề đấy nó là, thực ra thì mình chứng minh là anh em mình chứng minh một cổ truyền, nhưng khoa học nó là có anh em ạ. Nó có âm có dương chứ. Có những thứ tốt cho đàn ông, tốt cho testosterone, đúng không ạ? Có những thứ lại tốt cho phụ nữ. Nó phụ nữ nó có mấy cái loại, cái chai gì uống này, cái chai collagen cộng với cái gì đấy để nó bổ sung cái thứ cho phụ nữ đấy. Ừ, các ông uống sao được cái loại đấy? Các ông uống vào xong mấy nữa thì mẹ người các ông ao cũng hợp như đàn bà thì bỏ mẹ. Đậu phụ tốt chứ có ảnh hưởng gì đâu bác. Thì tôi thấy, tôi thì không biết anh em thế nào, thế nhưng mà tôi đi với rất nhiều sếp, tức là đi với các sếp là đa số là đéo ăn đậu phụ. Tôi thì vẫn đậu phụ, uống bia bình thường vẫn thấy khỏe. Nhưng mà tôi thấy rất nhiều sếp nha, nhất là những cái sếp mà tầm 45-50 đổ lên ấy, là gần như không ăn đậu phụ anh em ạ. Đi uống bia không ăn đậu phụ đấy, và rất ít ăn những thứ làm từ đỗ tương. Và anh em biết rằng là nếu như ông nào mà xem các ông biết là ngày xưa người Nhật ấy là người ta thấp bé thôi, cũng giống người Việt Nam mình khoảng tầm 1m6-1m65 gì đấy. Thế nhưng mà cái tiêu chuẩn để cho người Nhật là người ta phát triển to lớn như bây giờ ấy, là mỗi đứa trẻ con đi học là đều có một hộp sữa đậu nành để nó phát triển chiều cao. Thế nhưng mà ngược lại thì về sau này là cái kích thước cậu nhỏ của người Nhật ấy nó cũng bị giảm xuống anh em ạ. Thì đấy là cũng là cái nguyên nhân. Thì người ta nói là nguyên nhân cũng từ là sữa đậu nành anh em ạ. Thế nên những cái sản phẩm mà làm từ đậu nành ấy thì người ta không thịnh cho lắm, không chuộng cho lắm. Thành Lương, đại ca có con nào tầm 3 triệu không? Mai em đi Sapa, em qua xin vợ mãi mới được 3 triệu đại ca. Không có em nha. Lấy đâu ra? Chào Lực Nguyễn. Đây nhà em làm đậu phụ đây. Thì em cứ thử xem cái công dụng của đậu phụ xem, anh thấy đa số là như thế. Từ cả cái việc của người Nhật nữa, các ông không tin các ông lên báo mà đọc. Hay các ông vào Google các ông tra thử xem có đúng không? Hay tôi nói bốc phét. Đây tôi đọc tôi thấy thế. Phải nói là kiến thức của em cái gì cũng phong phú thật đấy. Các ông nào mà đọc về cái tin tức về người Nhật, về đậu tương, đậu phụ, các ông thử lên đây các ông nói hộ tôi một câu xem nào. Chứ không tôi nói đây nhiều anh em nghe là không đúng, đúng không ạ? Đúng rồi, anh Đặng Tuấn Anh có khi học rộng biết nhiều, anh thử kể cho anh em xem nào. Kể nốt câu chuyện nuôi gà của bác kia đi anh. À thì đấy, thì bác Đức Hải đấy anh em.
bác ấy nói như vậy thì bác ấy nuôi con gà nó, tức là nó cứ đá được khoảng 2-3 hồ là nó hết xăng. Nó hết xăng thì tôi có hỏi thì bác nói như vậy. Thì với cái kinh nghiệm của tôi ấy thì tôi cảm thấy là nuôi gà như bác đấy thì là nó cũng thường hay bị như thế, mặc dù là tôi chăm tốt. Giống như ngày xưa tôi chăm như thế anh em ạ, tôi chăm kỹ lắm. Tức là tôi vò cho con gà mà nó tím đi, nó tím đen đi, xong rồi tôi lấy nước nóng tôi hấp. Bởi vì tôi nghĩ rằng là khi mà con gà nó bị tím như thế xong hấp bằng nước nóng thì lần sau ra đá, con gà kia đá vào nó tím mình hấp cái nó lại khỏe. Ờ, mình vò như thế về sau này ra đá, con gà kia nó đá gà mình đen cái, mình hấp cái gà mình lại đỏ. Thế nhưng mà đéo. Đi mẹ con gà tơ tôi vò xong lần sau nó nhũn như con ba ba anh em ạ. Nó nhũn như con chi chi luôn. Thế nên từ đấy trở đi tôi bắt đầu rút kinh nghiệm dần rằng là con gà tơ tôi vần để lấy lõi anh em ạ, tôi vần cho nó chắc gà vào. Chứ tôi đéo thể nào mà đi vò cho nó chắc gà lại được. Vì tôi cũng không biết vò bao nhiêu cho đủ. Khả năng là phải những cái sư kê người ta om gà lâu năm thì người ta mới om cho nó đủ được. Nhưng cái quan điểm của tôi nghĩ rằng là khi các ông nuôi gà đỏ khỏe rồi thì các ông muốn vò cái đéo gì các ông vò. Chứ còn gà các ông mà chưa đỏ khỏe thì các ông có vò thì cũng chỉ hỏng thôi. Mà tỷ lệ những ông vò gà thì 10 con hỏng đến 8 con. Một con thì gật gù, còn một con thì chắc là mới chơi được anh em ạ. Con gà mơ thiên thần đại ca tặng em hôm nọ phân đàn kinh phết đại ca. Ơ kìa, sao lại không kinh, kinh quá kinh như chứ. Không uổng công ngày bỏ ra một tiếng đọc sách anh nhỉ. Cũng phải mỗi cái nó phải nghiên cứu một tí anh em ạ. Nói thật là thích con gà O25 của bạn. Chặng ít nhưng giá cao về ít chặng nên thôi. À con gà đấy có người bắt rồi anh em ạ. Con gà đấy có người bắt rồi nha. Thế nên là anh em cũng không cần phải lo. Cái tiền nào của đấy thôi các ông ạ. Không phải chấp nhận là nó là như thế. Con gà nó vượt trội về lối, về chân đá. Thì tôi nghĩ giá đấy nó mới phù hợp với nó được. Nếu không mình đúc một công ra được một con gà hay như vậy mà bán rẻ mạt nó không bỏ thả để đi đá. Nhưng mà bán tầm 3-4 triệu mà tôi nói thật với các ông, tôi để đi đá 1 triệu 2 triệu thì cũng mà đi nhặt suốt anh em ạ. Nếu mà có gà, tất nhiên ở đây nếu có, nhưng nếu như có thì tôi đá 1-2 triệu tôi nhặt suốt. Sợ cái gì gà đấy. Bạn nói đúng, gà tơ cứ lau nước vứt đó là tự khỏe. Đúng rồi bác Nguyễn Huân, là em đồng ý bác. Rồi sau này các ông muốn làm gì làm, nó cứng cáp nó đủ ngày đủ tháng lên, xong bắt đầu nó cứng cáp nó chắc chắn con gà lên rồi, các ông muốn om chườm gì các ông om chườm đấy. Gầm gà nấm họng uống thuốc gì ở hiệu thuốc tây anh nhỉ? Gà nấm họng thì em tìm trại gà anh Năm, anh thấy có bán đấy, thuốc nấm họng nha. Con hôm nào rảnh em mang lên đại ca nhé. Có con gà phu 2,8 cân em mang lăng lên vần với đại ca. Tụi mày lại cứ mang gà Ấn Độ lên xong mày bảo gà phu, tụi mệt lắm. Cường ơi, đợt này có nhánh của mơ thiên thần không em? Còn một con gà mái con anh ạ, còn một con gà mái khoảng khoảng hơn cân anh ạ, hơn cân rồi đấy, nó phải cân 2,3 cân rồi anh ạ. Con trống đánh nhau hay lắm anh ơi. Còn một con gà trống của con gà mái xám này với hai đâu mơ thiên thần hết anh em ạ. Còn một con gà mái của đàn mái xám thôi, với còn hai con trống của đàn mái, một con trống của đàn mái xám, hai con trống của mơ thiên thần thì chắc là khoảng tầm 3 tháng nữa thử được anh em ạ. Nhưng mà nó phân đàn xem phê lắm anh em ạ. Nó phân đàn xem phê lắm. Mà lứa trước đúc như vậy thì lứa này xịt sao được anh em. Lứa trước có vứt đi đâu con nào đâu. Vần cho các ông xem từng con một đấy. Chả sượt đi đâu con nào. Vần hôm nào mà vần còn cắt băng Khánh Thành cho anh em xem đấy. Chứ không phải là tôi vần là tôi đi mò mẫm tôi vần trước rồi xong con nào không hay tôi vứt đi đâu. Đếm từng con một cho các ông xem đấy. Đúc gà như vậy thôi thì nó cũng là gọi là nó là có sự ổn định anh em ạ, chứ cũng đéo phải hay ho cái gì. Nhưng đúc như vậy là ổn định rồi. Tùng Đặng Quốc, để em con mái xám đi anh. Con mái xám ra con hay anh em ạ. Anh Sơn Vĩnh Phúc bắt con mái xám ra con hay phải đấy. Con gà đấy, con trống đấy hay, đúc mái thì thôi rồi. Nghe anh like không bao giờ chán, cảm ơn Duy nhé. Có con gà mái nào lõi không em? Sao lại có con gà mái nào lõi là như nào hả anh? Anh Huy Bá Trần của em, sao lại gà mái lõi là gà mái gì? Anh cho em hỏi chắp cựa bằng keo gì cho chắc ạ? Em cảm ơn. Thì chắp cựa thì thông thường người ta hay dùng keo 502 anh em nha. Thông thường sẽ dùng keo 502. Thì cái phương pháp mà chắp cựa thì tôi cũng đã hướng dẫn anh em vài lần rồi. Mà chẳng biết các ông có nhớ không, là chắp chữ T này này. Các ông cuốn cái băng dính hình chữ T như này. Thế xong các ông cắt một cái lỗ ở giữa, các ông gập nó vào rồi cắt một cái lỗ ở giữa, đút cái cựa qua, đấy.
Thì xong là các ông đút qua khoảng tầm hơn nửa cái cửa, nó còn lại một ít ở đầu dưới, thì các ông bắt đầu dán keo 502 lại cho nó chắc chắn chỗ đấy. Thế xong bắt đầu các ông bịt trên cái cửa cũ thôi, nhai kẹo cao su úp vào cửa cũ rồi úp cái cửa mới lên. Thế xong bắt đầu là quấn dán cái băng dính đấy vòng quanh chân. Một cái ví dụ cái chân như này thì dán một cái băng dính thẳng theo chân, một cái băng dính ngang theo chân vòng quanh đấy, xong bắt đầu các ông làm đốc các thứ là được. Gà mái lỗi á, sao lại gà mái lỗi? Em hỏi là gà phu khỏe nói đi đá gà chiến được không anh? Gà phu khỏe đi đá gà chiến á, nếu mà gà phu có đòn thì vẫn chơi được anh em. Tôi có đợt anh em nhớ tôi toàn những con gà phu siêu nhân đấy, mấy con gà thần kê đấy, đi đá Ấn Độ suốt đây. Con đại ca tặng em giờ chắc khoảng tầm 2,7 cân à? 2,7 cân. Úi dồi, cái đàn đấy là đàn sau hay đàn trước nhỉ? Ma Văn Dực nhỉ? Nhân Dũng em cảm ơn. Ok Nhân Dũng nha, nếu hôm nào rảnh thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn anh em làm cựa. Làm cựa, ông nào chưa biết làm cựa với làm mỏ, làm biết các thứ thì tôi, nếu mà tôi rảnh tôi sẽ làm video hướng dẫn anh em. Thì cái video mà hướng dẫn anh em làm nước gà đơn giản nhất, dành cho mấy ông mới tập chơi, tập làm nước gà thì tôi đã cũng đã đăng lên rồi. Đấy, thì các ông nào mới tập chơi thì các ông vào mà xem rồi lưu lại. Tôi nói thật là cái phương pháp đấy thì tay chơi thì cũng làm như vậy thôi. Chứ còn chẳng qua là anh em mình thì tôi thì biết cái gì thì tôi chia sẻ như vậy. Mà nếu có sai thì anh em thông cảm. Con người thì nó cũng chỉ có đến thế thôi, cái tầm hiểu biết của tôi nó có hạn. Nhưng mà tôi biết cái gì tôi chia sẻ cái đấy. Đàn em lên có 4 con đấy đại ca. À thế chắc là đàn sau rồi, đàn sau rồi. Đàn thì sao là 2,7 cân ra? Sao gà tao mới được cân 8, cân 9 nhỉ? Gà xương cổ hơi kém có nên chơi không bạn ơi? Cái quan trọng là nếu như nó không để cho người ta đánh đốc cổ thì cũng được, chứ nó để cho người ta đánh thì không được. Muốn mua thuốc nuôi mua ở đâu anh à? Phong Văn ơi, em liên hệ với lại Facebook Duy Thái nha. Em tìm Facebook Duy Thái giúp anh. Anh em mua thì liên hệ Facebook Duy Thái giúp mình nha. Facebook Duy Thái có bán. Tôi chỉ là người đi quảng cáo thuê thôi anh em ạ. Thì thuốc nuôi có hai loại, là loại cao cấp như này, màu này, đấy. Và loại thông thường là loại này. Thì cái loại thông thường này dành cho gà tơ, còn cái loại này thì dành cho gà đi đá, đấy. Gà đi đá 5-10 củ thì anh em dùng cái loại bên trái này. Còn anh em nuôi gà tơ hoặc đá 1-2 củ thì chỉ loại này thôi. Là quá đủ rồi anh em ạ. Hôm nay lúc Hà Nội chấp 100 ăn 3, tôi bảo anh em ai muốn đổi xe đạp lấy nhà và 4 bánh thì cứ cửa dưới mà phang. Nhiều thằng nó bảo tôi ngu, xui dại bạn cho ý kiến phát. Gà kết nguyên minh. Thì cái vấn đề này thì nói thực ra là đá gà thì mỗi người mỗi mắt anh em ạ. Người ta nhìn thấy là ngon, nhưng mà bác thì lại nhìn thấy là có cửa bật. Đấy, bác là thứ nhất là bác nhìn thấy là cái cửa dưới ăn lên là có thì bác chơi, là bác suy nghĩ nó đúng, còn người ta suy nghĩ nó sai. Nhưng mà chửi người khác ngu thì cũng chưa biết thằng nào ngu anh em ạ. Còn mình để trong bụng thôi, bây giờ người ta chửi mình đéo cãi được. Mà các bác có cãi được người ta thì các bác cũng đéo được đồng nào. Anh em hiểu không? Nó chửi mình ghét thì mình chửi lại. Còn mình mà không ghét nó thì mình kệ cụ nó. Bởi vì nó chửi mình thì nó cũng giải quyết vấn đề gì đâu, mà mình chửi lại nó thì mình đéo được cái gì. Thế nên tốt nhất là thôi anh em ạ. Và khi nào mà các ông cảm giác như này nhá, bắt đầu là kiểu mình bắt đầu già già đi đấy, mình đéo bon chen mấy cái việc đấy nữa, kệ mẹ à mày. Mà tôi nhá, thì cả là cửa dưới có ngon tôi cũng đéo vào, tôi comment. Tức là tôi cũng xem, ví dụ tôi xem trên tomo.net chẳng hạn, tgtomo.net, thì tôi thấy con gà cửa dưới ngon tôi cũng chẳng nói với đéo ai. Mình thấy ngon thì mình chơi. Bởi vì nếu như mình nói ra mà nó sai, hàng trăm đứa nó chửi mình, trái ý nó cũng chửi. Đây hôm nay ngồi đang nói khen hai con gà hay, hai con gà thì đá nhau là khuya hồ thì con nào ăn thì cũng không biết được, nó còn dựa vào nhiều cái. Đã có ông lên nói bảo là ông chỉ được cái nói hay. Ừ, nói con gà kia còn định bê rồi, tôi nói cái gì hay đâu, tôi khen hai con gà hay không được à? Đấy, khen như thế thôi còn bị nói. Thế bây giờ bác mà bảo con gà này nó có tỷ lệ ăn lên thì đương nhiên là chẳng có thằng nó chửi mặt. Bây giờ cứ lên đấy comment cái gì cũng bị chửi hết anh em ạ. Nên mình chả comment cái gì hết. Mình đá, mình được tiền thì đem về cho vợ con mình. Còn mình mất tiền thì lôi tiền nhà ra, cũng đéo ảnh hưởng đến ai. Mà mình nói ra người ta cũng đéo có ai biết ơn đâu các ông ạ. Nên tốt nhất là thôi, mấy cái chuyện đấy bỏ đi. Còn ví dụ như mấy anh em ngồi ở đây, anh em thân với nhau đúng không ạ, quý nhau thì các ông hỏi cái gì tôi biết thì tôi nói. Còn tôi thì cũng đéo có cái quan hệ, là cái quan trọng là cái việc là phải là cả thế giới này phải biết đến tôi. Biết làm cái đéo gì, biết đến tôi có được tiền đéo đâu.
Hôm nào rảnh đại ca chỉ em cách tết mỏ nhé. Ok Thiên Long nha. Thế nên là thôi, bác đúng thì bác hưởng. Còn lại là bác, chúng nó có chửi thì anh em mình phải chịu. Đấy, bây giờ chúng nó chửi em phải chịu. Em tìm đánh nó được đéo đâu, đúng không ạ? Ví dụ nó ở ngay gần em nên em sút bỏ mẹ ngay, nhưng mà nó ở đâu tận đầu tận đâu ấy, bây giờ nó nói thì mình phải nghe chứ làm nào, đúng không ạ? Mình ghét quá thì mình cấm khẩu nó, mình chặn nó, đéo cho nó nói chuyện với mình nữa đấy. Chào Vũ viết 4. Đá gà mỗi người một nhìn một kiểu, mình thích thì mình theo, không ai biết trước được, nếu biết thì bán nhà theo. Đúng rồi bác Nguyễn Huân ạ. Đấy, nhiều khi anh thấy nó là đúng đấy, nhưng mà anh nói cũng chả ai nghe. Đầy những cái sự việc các ông thấy đúng đấy, nhưng các ông nói đéo ai tin. Cuộc sống nó là như vậy anh em ạ. Thường sự thật thì nó đéo đáng tin đâu, mà thằng nói điêu nói phét thì lại dễ tin anh em ạ. Hà Nội Gia Lai con nào thắng vậy anh? Con gà Gia Lai thắng anh em nha. Gà Gia Lai thắng. Thắng khuya hồ anh em ạ. Thắng rất khuya hồ nha. Hai con gà 3:30 chiều tôi thấy nặng như hai cục đất sét đen xì xì. Thế là tối tối tôi về thấy báo gà Gia Lai thắng. Gà bị gãy cựa có cách nào chắp cựa gà giả vào được không bạn? Đương nhiên có đấy Trần Doãn Dũng. Mình vừa mới nói chuyện về cái vấn đề là chắp cựa chữ T đấy anh em. Là cách chắp cựa thông thường nhất đấy. Đi đá gà dưới 5 là không chấp. Thì nó cũng không hẳn nha CT Tiến Bảo. Tức là tôi nói các ông ấy như này này. Các ông chơi gà thì đừng cố định bất kỳ điều gì. Thứ nhất là gì? Là nếu như con gà các ông nuôi ra thì các ông xác định đi đá 10 triệu thì giá 2 các ông phải chấp 10 triệu đủ. Bởi vì có đá như thế thì lần sau các ông cũng mới không thua tiền. Tức là các ông phải kiếm được lợi nhuận tốt nhất từ con gà các ông. Chứ các ông đừng nói là dưới 5 không chấp. Các ông xác định đi đá con gà của các ông bao tiền ạ? Xác định đi đá là 20 triệu thì giá 20 triệu ăn 8 triệu các ông phải chấp. Để các ông ăn trên một lần đấy nó đủ tiền. Thì lần sau có thua, các ông vẫn đi đá 20 triệu có thua thì các ông không thua tiền. Các ông hiểu không? Thì lần sau nữa là các ông gỡ được. Chứ còn nếu bây giờ các ông giá 5 các ông không chấp đúng không? Đi đá con gà các ông được 1 triệu. Tôi khẳng định lần sau mà thua 20 triệu các ông đá 20 trận mới gỡ được. Thì các ông chơi kiểu gì? Các ông hiểu không? Mà các ông mất công nuôi rồi mất rất nhiều thứ để đầu tư cho con gà. Còn lại ra ngoài ví dụ như là con gà ở bên ngoài thì các ông chấp giá 5 thì các ông phải có mắt nhìn là các ông thấy là ừ gà này là nó còn xuống cầu nữa rồi vân 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 mây mây gì đấy thì các ông chấp. Chứ bây giờ để mà đi đá gà thì không thể cố định được. Tôi vẫn chấp điếu anh em, phải chấp chứ. Gà mà nó cứ cửa chấp điếu mình vẫn chấp. Còn lại là tất nhiên là nếu như mà trong cái hoàn cảnh mà mình mà đã đen sổ rồi, mình cháy sổ rồi ấy thì mình không chấp. Tức là bây giờ ví dụ các ông theo bằng đi, bụp một phát nó chấp xuống điếu thì các ông cũng đừng có theo cái gà kia để chấp điếu. Nhưng mà bây giờ các ông chưa mất cái gì cả, các ông bỏ 20 triệu chấp điếu cũng được. Các ông lấy 1 triệu là mua thuốc lá hút, hoặc các ông lấy 1 triệu để tối đi nhậu đi uống bia được mà. Cùng lắm mất 20 triệu. Tức là đánh ở trong cái phần kiểm soát của mình thì các ông được. Nhưng nếu như bây giờ các ông thua 20 triệu xong các ông quay lại dùng 400 triệu để ăn lại 20 triệu đấy thì nó là sai anh em nha. Và đá kiểu thế thì các ông bao giờ mới gỡ lại được. Đấy, các ông thua một trận thôi, nó nổ bụp một phát, con gà cửa trên tự nhiên chạy thì không biết bao giờ mới gỡ lại được. Đấy, thì là tôi khuyên các ông là đừng có chơi kiểu thế. Chứ không có lý là mình không thể nào là chấp 1, chấp 5 hay là chấp 4 được. Có anh em nha. Bây giờ chơi con gà, mình ra ngoài mình đá, người ta đá bằng con gà thật sự chứ người ta đâu có phải là đá bằng mình đâu. Có phải người đá nhau đâu. Thế nên là người ta nhìn thấy con gà mình hay quá thì người ta chấp 5 thì mình phải chấp 4 thôi, làm nào được không? Người ta chấp 4.5 mình cũng phải chấp 4.5, nó đá đúng giá thị trường. Đúng không ạ? Xe máy bán 20 triệu một cái thì các ông cứ bảo là các ông không mua à? Phải mua chứ. Thế nhưng mà nó xuống 3 triệu một cái thì các ông vẫn mua, đúng không? 20 triệu thì vẫn mua thế thôi. Quan trọng ở cái thời điểm đấy giá trị thị trường nó như nào. Ngày xưa mua gem Việt thì 30 nhưng mà bây giờ thì mua chỉ có 10 triệu thôi. Kiểu dạng nó như vậy. Thì nó ở cái thời điểm nào thì các ông phải chấp nhận thời điểm đấy. Còn chơi gà của mình đúc ra hoặc là mình nuôi ra đi đá, mình xác định mình đá bao nhiêu tiền thì mình đá đúng bấy nhiêu. Thì theo tôi như thế là đúng nhất. Và mình không đá nhiều quá, đừng có đá là mình hôm nay mình đi đá con gà này phải kiếm được 50 triệu thì tôi nghĩ là không nên như thế. Là bỏ ví dụ bỏ 100 triệu ra để ăn 50 triệu thì nó không đúng. Nhưng mà ví dụ như mình đá 50 triệu con gà này hay đá 20 triệu con gà này thì mình cứ đá đủ, không sợ. Mình đá trên nhiều trận thì mình vẫn thắng anh em ạ. Anh em đừng lo vấn đề đấy. Mình tức là cái ở đây ấy, cái việc đá gà nó cũng có quy chuẩn của nó. Nếu như các ông thấy rằng tỷ lệ các ông thắng nhiều hơn tỷ lệ thua thì các ông nên cố định ở một cái mức là các ông nên đá. Thì các ông sẽ có cái tỷ lệ thua nó ít đi. Ví dụ như vậy là các ông đi đá bình thường đá 10 trận thì các ông thắng 8 chẳng hạn.
thì ví dụ trung bình mỗi trận các ông đá 20 bất kể giá nào các ông cũng đá được, thì các ông sẽ thua nó ít thôi và được thì nó sẽ được nhiều, tức là được thua nó sẽ ngang, nó sẽ cân đối. Ví dụ như các ông có thể thua trận này 20 triệu nhưng trận sau các ông cũng vẫn có thể được 20 triệu, tức là ông có thể một trận gỡ một. Nhưng thông thường những người đi đá gà ấy thì thua 20 triệu nhưng mà được thì được 2 triệu, là tôi thấy rất nhiều người như thế. Thua thì thua rất nhiều nhưng mà được rất ít, của tôi không có chuyện đấy. Tức là tôi được thì tôi có thể được 5, 6 triệu, 7 triệu. Nhưng thua có, thua 20 triệu, thua đủ luôn. Thậm chí là đáng lẽ thua 20 triệu tôi cho thua thêm 2 triệu nữa, thành 22 triệu. Đấy, là có anh em ạ. Thế nhưng mà cái chuyện không ăn đủ thì không có. Tức là tôi ít nhất là 2 trận tôi sẽ gỡ được cái trận thua đấy. Thì cái tỷ lệ là 2-1 là anh em đã gỡ được rồi. Nhưng nhiều ông đá đến 10 trận cũng không gỡ được một trận thua của các ông. Thì đấy là các ông đá sai, các ông phải thay đổi cái cung cách đá của các ông chứ. Gà mình cứ được ở trên là thích rồi, bố Queen. Ừ, gà mình được ở trên chả ai thích anh em. Được ở dưới thì nó đau tim lắm anh em ạ. Phải anh em phải uống thuốc trợ tim. Phải biết nhìn trận đấu chứ phải người ta đá nhau đâu. Cứ gà, cứ có giá là phải hút ngay. Nếu gà tay mình nuôi thì tự tin lên anh em. Ok Tuấn Vương nhé. Mùa này gà uống đường Bluco có được không anh? Thì chắc là được em ạ. Nhưng mà uống nhiều đường quá thì chắc không tốt. Nhưng mà uống một ít thì chắc là được. Mình vấp rồi chấp điếu 30 ăn 1 gà cửa trên mất mắt chạy luôn. May bữa theo giới ra mất hơn chục. Chứ bình là mất 2 năm làm không ra. Đấy, tức là may quay được là mất hơn chục anh em nha. Tức là cái việc mà bác Nguyễn Huân ở đây là bác ấy đã quá cái tầm mà bác ấy định chơi. Tức là em nói đây, xin lỗi bác Nguyễn Huân như này nha. Tức là mục đích của bác là đi đá trận đấy thì bác chắc chắn là không có ý định đá trên 10 triệu. Nhưng mà khi nhìn thấy ngon quá bác chấp 30 ăn 2 anh em ạ. Là bác ấy tự đá quá cái khoảng bankroll của bác ấy. Anh em hiểu không? Đá quá cái khoảng của bác ấy, thế là chính bác ấy làm cho bác ấy lo lắng. Đấy. Chứ nếu như bác ấy định đá 10 triệu và thôi trận này tôi theo con này 10 triệu thì ok bác đá 10 triệu ăn 1 triệu cũng được. Thì có thua thì vẫn là kiểm soát đúng không ạ? Thế nhưng mà thông thường người chơi sẽ không kiểm soát cái việc thua mà chỉ kiểm soát việc thắng thôi. Các ông bảo đi đá gà nó là có thắng có thua mà các ông chỉ kiểm soát việc thắng, các ông không kiểm soát việc thua là sai. Đấy, những quan điểm của tôi là các ông định đá bao nhiêu thì các ông ra đá đúng bấy nhiêu, giá nào cũng được, chấp điếu cũng được. Nay trận cúp chú thân giáo chủ oánh bạc 3 tỷ ăn 5 tỷ ác quá anh ạ. À, nhưng mà mùa đấy không bắt được anh em ạ. Mùa đấy không bắt được, tôi xem quả đấy. Xong bác ấy đá 1 tỷ 2 ăn 2 tỷ không đá không bắt được. Nhưng mà là lúc đấy bác theo con gà xanh. Quan điểm mỗi người mỗi khác, như mình cửa trên hoặc cửa dưới mà có chân dứt điểm tốt là mình đầu tư cũng là hợp lý anh em nha. Theo tôi cũng là hợp lý. Nói chung là chơi cái gà thì nó có đòn quyết định là tốt nhất. Nhưng mà các ông chơi theo cái kiểu của tôi thì tôi nghĩ rằng là nó khó, bởi vì cái kiểu chơi gà của tôi có áp dụng một chút khoa học vào đấy, áp dụng một chút tính toán theo cái lời lãi anh em ạ, thì nó khó thua lắm. Nói chung là các ông có thể thua trong trận này nhưng các ông sẽ gỡ lại các trận sau, miễn là làm sao cái con mắt nhìn của các ông phải tin tưởng là các ông nhìn chuẩn và nhìn đúng, và các ông đánh các trận gà ấy nó đều đúng. Nhưng mà để mà đưa ra được cái quyết định đấy thì nó hơi khó. Ngay cả cái việc là tôi bảo các ông là các ông đá thử đi, các ông đá thử xem con nào thắng thua đi, các ông vẫn không dám. Tức là các ông không dám nhìn nhận vào sự việc rằng là gì, là các ông có thể thua. Bởi vì chơi gà là các ông phải chấp nhận rằng là các ông có thể thua thì các ông mới thắng được. Tức là các ông có thể thua nhưng mà các ông sẽ thắng ở trận sau, đúng không ạ? Còn nếu như nó rơi vào cầu đen, các ông thua 2-3 trận thông, nó là chuyện bình thường. Vì vậy nên là nếu như có 50 triệu thì các ông chỉ nên đá khoảng 15 triệu thôi. Để thua đến 2 trận thì các ông còn có trận thứ 3 mà gỡ. Ví dụ như các ông bỏ ra 50 triệu đá gà thì tôi khuyên các ông chỉ nên đá tầm 10 triệu. Đấy, thì các ông có thể đá giải trên rất nhiều trận. Và các ông nên không phải trận nào cũng đá, mà trận nào các ông nhìn thấy nó đúng thì các ông đá. Và các ông nghiên cứu xem là gà này của đội nào, đội này đá những cái thời gian gần đây đội này cái phong độ ra gà như thế nào. Đấy, có những đội đá cúp có thua đâu, phải không ạ? Tội gì mà mình không dựa vào những cái đấy để mình đá. Mình nguyên dựa vào cái đấy thôi thì các ông đã lợi rồi. Chào Nguyễn Tiến Dũng nha. Chào Trần Văn Thắng. Xem trận cúp nay hay quá anh ơi. Đúng rồi ông Đái ơi, hôm nay hay thật. Tiền ít thì chơi đầu mặt, tiền khá thì chơi gốc cổ, tiền nhiều thì chơi đá xương. Anh em cứ thế mà điều chỉnh túi tiền. Đấy là cách để mà chọn gà đi đá thôi.
hay là chọn gà chơi thôi, nhưng mà chơi gà chọi mình mà không xác định là người chơi, à người nuôi, mình là xác định cá sấu, thì khuyên anh em rằng là nên có một cái khoảng bankroll nhất định, một khoảng bankroll để các ông gọi là đầu tư đi đá gà. Ví dụ như là các ông muốn mỗi ngày kiếm vài trăm nghìn thì các ông bỏ ra 5 triệu để các ông chơi online, tôi đồng ý, và mỗi trận chỉ đá 1 triệu. Đấy, thì là nó là hợp lý anh em nha. Thì các ông không sợ là nếu như mà đá mà có lời thì các ông rút ra, còn không có lời thì các ông cứ để nguyên đấy để gỡ ở trận sau. Ví dụ vậy thì chơi ok. Chứ còn nếu như mà trận nào mà các ông cũng táng mẹ có 5 triệu chỉ đánh có 1 trận là hết thì trận sau lấy gì ra mà đá. Còn ví dụ như các ông mà có vốn cao hơn thì các ông đầu tư khoảng 20 triệu thì mỗi trận đá 5 triệu, đầu tư 50 triệu thì mỗi trận đá 10 triệu. Ví dụ như thế thôi, và mình chỉ nạp 10 triệu vào để mình chơi thôi. Mình chỉ chơi trong khoảng 10 triệu thì hết nghỉ luôn. Mình thấy gà cửa dưới mà đá hầu kiềng, đá ít nhưng chân nặng là đầu tư. Cũng hợp lý bác Trung Kiên Tường ạ, bởi vì theo cái quan điểm của bác Trung Kiên Tường thì nó là như thế. Nhưng cái quan điểm của tôi là như này này. Thứ nhất, gà người ta vác ra đá 50-100 mà đá chuyên hầu kiềng thì nó phải có chững chân, chết gà thì người ta mới đi đá anh em ạ. Và nó là những con gà chuyên giải quyết gà cửa trên tốc độ cao. Thế nên là khi mà tôi nhìn thấy con gà đấy đúng là gà cửa dưới, nó được đi dưới thì đúng bài của nó rồi, đúng không ạ? Kiểu gì nó có chân đổi giá. Còn nếu như nó đen thì các ông đầu tư nó cũng chả đáng bao tiền. Ví dụ như các ông đầu tư 20 để đá gà cửa dưới đi, các ông đầu tư 20 đá gà cửa trên được thì cũng phải tự tin mà đầu tư 20 để đá gà cửa dưới. Bởi vì con gà cửa dưới ăn lên thì các ông sẽ được rất nhiều tiền. Đấy, nó chỉ cần lên bằng thôi hoặc lên 8 thôi. Thực ra đá 2 mà chỉ cần lên 6 thôi là các ông đã đẹp sổ lắm rồi. Đấy, các ông đầu tư 20 ăn 100, đúng không ạ? Nó quay lại là các ông chỉ cần lên 6 thôi, các ông bỏ là 80 ăn 64 thôi chẳng hạn, như vậy là các ông đầu đã được 20 và đầu đã được 40 triệu rồi. Kiểu dạng như vậy. Ở đâu? 82 ăn 48 à, 80 ăn 48 à? Đầu 20, đầu 28 rồi anh em. Thì là như thế đã là ok, các ông bỏ có 20 triệu và các ông ăn 28 triệu một đầu 20, một đầu 28 thì là đầu tư con gà cửa dưới như thế thì quá ngon anh em. Mình thấy gà cửa dưới mà anh ơi, hôm nay trận cúp thì tiền bao chủ gà đỏ được hay người mua chặn được? Tiền bao thì tôi không rõ được cái này anh em ạ. Cái vấn đề này nó là của sới anh em ạ. Hình như là tiền trong bao là quan trọng là cái người ta bao độ như thế nào thôi. Tiền trong bao thôi, chắc là cái người bao độ được anh em ạ. Do nó do thỏa thuận. Nhưng mà tôi đợt trước tôi xem ở bên Mộc Hóa là người bao độ được à? Ừ, hình như người bao độ được anh em ạ. Người bao độ phải bao luôn cả cái tiền bao. Nhưng mà không biết là hôm nay thì là do là bao như thế nào thì tôi không rõ. Mình nói thật nhé, mình cứ thấy gà vanh dưới ra đá cần 3 và đầu mặt mấy mình cũng theo. Cũng hợp lý anh em ạ, nhưng mà nếu như gặp con gà trên mà nó đóng mỏ xong nó dẫm vào vai nhiều quá thì thôi. Bởi vì như thế một lúc sau là cắm đầu đất anh em ạ. Tiền bao là người mua bao được nhé, ông đái. Bình thường thì ở Sài Gòn là tiền bao là người mua bao được. Và người ta phải bỏ luôn cái tiền mua bao anh em ạ. Nhưng mà tôi thì không rõ cái trận đấu đấy thì nó như thế nào. Tại vì tiền bao nó lớn quá thì không biết bao lại gà là bao nhiêu tiền. Đấy. Thì cũng có thể là giá nó rẻ thì người ta cho bao lại cũng rẻ thôi anh em ạ. Giá điếu đóm thì bao lại rẻ. Mà hôm nay ông nào mua lại thì chắc đi ông phải được vài tỷ anh em nhỉ. Dạ man quá. Ông nào mua lại con gà đấy, mua bao lại con gà đấy chắc phải được vài tỷ. Chứ chủ gà lợi thế quá, được luôn 100 triệu lại thắng gà được tiền bao thì không có nhiều bao thì chủ gà còn được mỗi 100 triệu còn thua rồi. Thì khả năng là như vậy được Vinh Bộ ạ. Thì mình nghĩ là khả năng tiền bao là cái người mua được anh em ạ. Tại vì lúc đấy nó không phải là giá bằng nữa, nó là điếu anh em ạ. Nó là nhiều điếu rồi. Thì thực ra là ví dụ như 100 triệu lúc đấy thì đá bao 500 đúng không? Thì ông chỉ bỏ 10 triệu ra là coi như bằng 500 rồi còn gì. Đúng không ạ? Các ông bỏ 10 triệu ra bằng 500 bao rồi còn gì nữa. À đâu, còn hơn gấp đôi 500 bao. Anh em có nhận không? Thì chủ gà ví dụ lấy 100 triệu thì bỏ 10 triệu ăn 1 tỷ thì có phải là gấp đôi 500 bao không? Chạy vanh mà gặp bọn mỏ hay thì chết nhanh lắm. Đúng rồi anh em ạ. Gà vanh dưới toàn chấp rẻ ra nhánh đẹp sổ sớm à. Ra nhanh sạch sổ sớm. Ok bác Nguyễn Huân nha. Thực ra ấy, Giang Tuấn ạ, nếu mà gà cỏ thì gà vanh lại cực kỳ dễ ăn anh em ạ. Mấy cái con gà mà cứ đi dưới lúi húi đấy, cực kỳ dễ ăn. Bởi vì nếu như mà gặp gà cỏ nha, thông thường thì nó sẽ không có những chân quyết. Đấy.
nó ít những cái chân quyết chứ không phải không có, là ít thôi anh em nha. Và nó cũng không thể nào mà xuất sắc như những cái con gà mà anh em xem ở Thomo hay là Mộc Hóa hay là Dapper được. Nó không đá mé xuất sắc như thế được anh em ạ. Vì nó đá mé xuất sắc như thế nó đã sang đó rồi. Còn nó ở nhà nó đá cái mé không chết, nhưng mà cái thằng chạy banh dưới nó lên nó dã vào đốc cổ rồi nó vã vào hầu kiềng là tỷ lệ nó ăn ngược rất cao anh em nha. Thế nên nhiều khi trông ông ở trên thì dẫm phành phạch, con gà ở dưới lăn đùng ra đấy, nhưng con gà ở dưới nó cứ ăn thôi. Nó cứ ăn thế thôi, tại vì là ông ở trên đá như thế không chết được nó đâu. Nó chạy vanh ấy, xong là thực tế ra nó đéo bị đá đau anh em ạ. Các ông biết rằng là nó phi quá nhanh ở bên dưới thì cái con gà ở trên chỉ cần chạm vào nó đổ mẹ ra rồi, nên nhiều khi cái giá nó đi sai lắm. Những con gà chạy vanh ấy lại là những con gà mà anh em chơi cửa dưới rất thích nha. Tức là chạy vanh nhưng mà tất nhiên là chạy vanh nhưng phải ăn nhanh, tức là nó có chân đá anh em ạ. Như bác Nguyễn Huân nói là đúng, tức là nó chạy vanh ở dưới nhưng mà chân đá nó quyết thì bác mới chơi là hợp lý. Là các ông thấy gà cỏ như thế là các ông cũng phải chơi, bởi vì con gà chạy vanh mà các ông thấy thứ nhất là nó chạy tít này, thứ hai là con gà ở trên mổ một cách hơi miễn cưỡng một tí, và thi thoảng con này ở chạy vanh ở dưới nó lại quay lại vả một cái tớn con gà kia lên, là các ông cứ đầu tư dưới tỷ lệ lên rất cao nha. Cái này là mình phải công nhận bác Nguyễn Huân đúng, trong cái giới gà cỏ như thế là chuẩn, nhưng đá ở cái giới trường lớn ấy như thế là gãy cổ anh em ạ. Như thế là cái thằng ở trên nó bổ cho thì búa tạ bổ đầu chim sẻ đéo chống được. Gà chạy vanh thì phải nhanh dọc thì mình mới đầu tư. Chủ gà vanh mà đá mé thì mình không chơi. Đúng rồi anh ạ. Gà vanh mà đá hầu thì nó là đúng bài anh em ạ. Gà vanh mà đá mé thì nó đè cho hai bên đá mé ở đâu, đá cái mé ngang ở đâu ra. Đúng không ạ? Gà vanh thì là cái gà mà nó là con gà nó cũng không khéo kèo lắm anh em ạ. Thông thường thì ví dụ như nó cũng sẽ có những cái loại là lên đè xuống chạy. Đấy, thì là cái gà đấy thì tôi nghĩ rằng là nó đá mé hay là đá hầu đều chơi được. Thực tế ra là gà trọi cứ chân đòn nó ghê là chơi được anh em ạ. Anh em cứ đếm là ở dưới mà nó cũng không chênh lệch đòn quá mà bị chấp sâu là chơi được. Còn chạy vanh ấy thì các ông nên nhớ rằng là những con gà chạy vanh bị đá trông rất đau nhưng chưa chắc đã đau. Thì các ông phải để ý kỹ xem là cái chân của thằng bên trên ấy nghe nó có cộp vào xương không. Nếu như nó không cộp, nó không giữ mỏ và nó rút vào sống lưng con gà kia thì đá rất lâu chết. Đấy, nó chỉ có cạch cạch thôi thì cũng lâu lâu lắm mới chết đấy. Chạy vanh gặp vai lưng, bỏ chạy sớm theo mấy chẳng chết. Thực ra là nó gặp con gà vai lưng mà nó phải chất lượng cơ, bác Nguyễn Huân nhỉ. Chứ còn nếu mà gặp con gà vai lưng mà thường thôi thì là lộp cho thằng chạy vanh đấy anh em ạ. Đá gà cỏ đá thế mới hay đấy anh em ạ. Đá gà cỏ chuyên đá của đấy bỏ ít ăn nhiều. Bởi vì con gà chạy vanh nó gà cửa dưới, được đá tiền dưới và nó đi cửa dưới thì nó là đúng. Nhưng mà bây giờ gà cửa trên mà bị chấp xuống dưới thì không ngon anh em mà, trận này đéo đá. Một mang lên, một mang chạy vanh, dọc 2-3 cái chơi được anh nhỉ. Trời tốt, Sơn Phạm ạ, miễn sao đánh gãy là được. Nó chạy chỉ đá được nửa cái thôi phải không anh Cường? Nó chạy nhá, đá được nửa cái đối với những con gà mà nó túm, nó cặp không chặt anh em ạ. Còn nếu như nó chạy mà gặp cái thằng mà nó cặp chặt nha, nó lôi đầu lại xong nó đá cho ướt người ra thì thôi anh em ạ, bỏ mẹ đi. Vì đá như thế thì có chạy thì nó chỉ rũ cho 3 cái thôi. Bởi vì những con gà này nó đu thì cái lực mà các ông bị cái con gà kia nó lôi con gà này đến ấy thì cái lực đấy chắc nó phải gấp đôi cái chân bình thường anh em ạ. Nên cái thằng mà cái mỏ nó quá chặt ấy, nó ở trên mỏ nó quá chặt mà cổ nó không bị cong queo quạt quẹo đấy thì nó rũ cái chân lưng đến nó dã man lắm anh em ạ. Thì gà đấy thì các ông đừng đi theo dưới. Chứ còn nếu như mà cái thằng mà nó chạy vanh xong thằng ở dưới mỏ gà xong đá tóp tóp cái ấy thì là tỷ lệ là cũng nộp cao lắm. Cái thằng ở trên nộp cao lắm. Em có con gà vanh tháo lối nhảy cót nhưng nó quay lại là tống vào kiềng vai ba vài nhịp gãy kiềng. Gà thế thì ngon quá rồi. Tùng Đặng Quốc ạ, gà như thế thì chơi ngon anh em. Gà đấy thì anh em đừng đi đá kết, câu cứ đi đá cỏ cả đời. Bởi vì đá một trận cỏ ấy, tiền mình kiếm được còn hơn cả một trận kết. Mình đi đá kết thì vớ vẩn còn thua luôn, chứ đi đá cỏ thì còn lâu mới ăn được nó anh em ạ, cái loại gà đấy. Nên tôi là nếu mà gà mà dưới quá thì tôi không đi đá kết anh em ạ. Mà thực ra là gà dưới là gà tôi ít khi nghĩ đến chuyện đi đá kết lắm. Bởi vì nó toàn gặp những con gà cửa trên nó chói như là cái con gà Thái Bình hay gặp con gà Tiến 500 thì anh em bảo cái loại gà cửa dưới đéo có ly ăn. Mẹ cái bọn đấy nó đóng mỏ vào đầu cho đến khi nào nó dốc lên được vai thì các ông bảo là mình chạy thì đéo được, chạy đi đâu? Chạy đâu cho nó khỏi nắng. Chào Vũ Ngọc Tú nha. Thế nhưng mà mình đi đá cỏ thì làm gì có mấy con gà mà được như thế. Mấy con gà được như thế mình bắt về luôn. Mình thua thì mình thua. Nếu như mình thua mình cũng xác định được luôn anh em ạ. Là mình bị người ta chói, người ta rũ ghê quá thì mình bỏ, mình không đá dưới nữa. Thế xong là gà người ta thắng thì mình bắt luôn gà người ta. Đấy.
bắt tù binh luôn anh em, tịch thu vũ khí luôn. Nói chung chơi gà này thì mỗi người một quan điểm, cũng chưa chắc là quan điểm của tôi là đúng, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái quan điểm về và ra vào tiền của tôi nó là hợp lý, kể cả là trong một trận đấu hay là trong độ dày nhiều trận đấu, thì tôi nghĩ rằng là cái quan điểm vào tiền của tôi nó vẫn hợp lý. Bởi vì là tôi vào theo cái kiểu chơi poker, nó là vào theo kiểu công thức toán học anh em ạ. Nó không giống như là việc anh em chơi là chơi theo kiểu, tức là mình sẽ vận dụng một ít về kỹ năng về gà chọi, và mình sẽ vận dụng một ít về kỹ năng về cái tỷ lệ mà dương tiền khi thi đấu đấy. Thì chơi ở trên nhiều trận thì tôi nghĩ là nó có mang lại lợi nhuận. Ví dụ đánh bài nó cũng có phương pháp anh em ạ. Nó cũng có phương pháp, nhưng nó không phải là không. Theo anh con tía 500 là gà chói hai mang, hay mang lên mang xuống, con gà đấy là con gà chói hai mang chứ anh em. Còn lại hôm mà gặp con gà của Thái Bình ấy là nó bị chói lại nên một mang nó phải xuống anh em ạ. Tức là các ông hình dung cho tôi như này nha. Gà mà cái thế của nó chói hai mang là chói hai mang, nhưng cái mang chói của nó chưa chắc đã chói được con gà kia, mà có khi bị chói lại thì cái mang đấy nó sẽ thành mang xuống. Tức là các ông chỉ nhìn là cái lối của nó muốn lên hai bên thì các ông phải đặt cho nó là chói hai bên. Thế nhưng mà chắc gì cái mang lên của một trong hai cái mang lên đấy đã lên được so với gà kia nó cao hơn là một, nặng cân hơn là hai, cái thế kèo của nó khéo hơn là ba, là ba cái thứ đấy nó có thể khiến con gà này phải xuống dưới mang đó anh em nha. Chứ còn lại là lên hai bên là vẫn là lên hai bên. Và tức là cái nhìn của nhiều người nó thiển cận ở một cái mức độ mà tôi cũng đã nói rồi đấy, là gà nó đi vào đầu dưới. Tức là gà bình thường có hai loại thì tôi đã nói với các ông rất nhiều rồi đúng không ạ? Gà đi vào đầu trên và gà đi vào đầu dưới. Thì cái gà đi vào đầu dưới tất nhiên nó hay, nhưng mà cái hay của nó lại nguy hiểm ở chỗ như này, là khi nó đi vào đầu dưới và gặp một con gà nó chèn tốt nha, thì các ông đi vào dưới phát công đéo ngóc lên kèo được, thì con gà kia nó cứ chèn mà nó xoay theo ông, thế là cái mang đấy nó bị xuống mới lúc mới đầu thôi, chứ còn lúc sau nó xoay ngược lại thì nó lại đè lên được. Thế nhưng nhiều ông lại bảo là gà này mang lên mang xuống, thực tế ra là cái nhìn của mình sai anh em. Các ông chỉ cần xem cái xu hướng của nó là có đúng là nó muốn kèo hai bên không. Còn các nó vẫn là lên kèo hai bên nhưng một mang không chặt chẳng hạn thì tôi đồng ý, ví dụ vậy. Tất nhiên là trong đó có những con gà thì nó là bên lên bên xuống thật, là bên xuống là xuống nó xuống kê hẳn luôn, hoặc nó xuống nó chui hẳn luôn, thì tôi đồng ý là con gà đấy là con gà bên lên bên xuống. Còn lại nó ngóc cả hai bên lên thì các ông phải đọc là nó lên cả hai bên chứ. Nhưng nó đéo lên được thì phải chịu chứ làm sao. Là thiên hạ nhân thiên hạ tài, ông lên được nhưng người ta còn lên hơn đúng không ạ? Núi này còn cao, còn núi khác cao hơn cơ mà. Gà em bị đá mất mắt, mất mặt, mất lối, bên mù, vậy có nên cho đi đá nữa không anh? Nếu như cái bên mù mà nó trói vào nó đấm được thì anh em nên đi đá nữa. Nhưng nếu bên mù mà cứ dơ ra cho người ta đánh thì thôi. Hoặc là bên mù nó lấp được, nó trốn được, nó không cho đánh thì ok. Đấy. Chứ bên mù mà để bị đánh thì anh em đi đá về sau này nguy hiểm lắm. Gà bị đè xuống chứ có phải chủ động xuống đâu. Đúng rồi Sơn Phạm nha. Mình đồng ý với Sơn Phạm là đấy là ví dụ con gà tiến 500 nó là con gà bị đè xuống anh em ạ. Nó bị đè xuống. Chứ còn trận nào mà nó chả trói hai bên, nhưng trận đấy nó bị đè xuống nó phải chịu anh em. Chứ có phải mang đấy nó không lên đâu. Mang đấy chính là mang thuận của nó luôn đấy. Chính là mang thuận của nó, nhưng mà con gà kia nó còn thuận hơn anh em ạ. Và nó cái thế kèo của nó tốt hơn. Nó đè thì phải chấp nhận thôi. Tất nhiên tôi nói ở đây thì cũng sẽ có nhiều người đưa ra những cái nhận định khác nhau, nhưng mà cái quan điểm của tôi là như vậy. Có thể đúng hoặc cũng có thể sai. Thế nhưng mà tôi cứ nhận định như thế, đúng không ạ? Và anh em nào thấy đồng cảm với tôi và thấy như thế là ok thì anh em mình happy thôi. Còn anh em nào mà thấy nó không đồng cảm thì các ông mà nghĩ trong bụng mà thằng này đéo biết cái gì, ok, nhưng mà đừng comment lên nó buồn. Con gà nó hay cắn ở khớp cánh đối phương, trơ xương ra chơi được không? Chơi hay quá anh em. Cái loại gà đấy, con gà đấy tôi đã một lần bắt trượt ở trong Vạn Giã anh em ạ. Tức là như này này, hôm đấy là một cặp gà ở Ninh Hòa Vần, à đá độ anh em nha. Đá độ thì đang đá cái độ đấy ấy, thì hồ 2 là ông anh của tôi ở trong Vạn Giã gọi tôi bảo là Cường ơi, có một con gà kinh quá. Nó cắn, nó ăn thịt con gà kia ở cái cánh của con gà kia luôn, nó cắn lòi xương con gà kia ra. Con gà kia không bay được nữa. Nó ăn độ hơn 3 hồ, nhưng mà nó đá ít lắm. Nó chỉ có cắn mỗi cái cánh đấy thôi, và nó cắn nó ăn luôn cả thịt của con gà kia. Thế là tôi bảo anh ơi bắt đi, gà quái dị thì em nghĩ là hay đấy. Thì tôi mới chuyển tiền cho ông đấy.
thì ông ấy chạy ra cây thì em quay về có thằng khác bắt mất rồi anh em ạ. Đấy thì là tôi cũng bắt trượt một con gà như thế, nhưng mà thì ông ấy bảo bán đi Sài Gòn nhưng rồi không biết rồi sao cũng không thấy nó nổi danh, thì cái đấy tôi cũng không nắm được. Thì cái thời đấy nó cũng khoảng 2018 anh em ạ, con gà đấy tôi nhớ là khoảng năm 2018. Thì nói chung là cũng khá đáng tiếc anh em ạ, một con gà 2017-2018 gì đấy, con gà nó cực kỳ quái dị luôn. Đấy thì nó là như thế, là tôi bắt trượt một con gà như thế, nó cắn, tức là nó cắn trơ cả xương cánh ra anh em ạ, mà nó còn dã man đến mức độ là nó cắn nó xé cái thịt ở trên cánh này nó ăn luôn. Mình nói thật nhé, mình chơi gà lại được hơn 10 năm, mấy ông bảo tao đánh già đời rồi, vậy mà ba hồ mấy ông xin mình ra giá rẻ. Thực ra thì theo em cái quan điểm bây giờ như này nhỉ, anh em này, già chưa chắc đã hay, mà trẻ chưa chắc đã kém anh em ạ. Các ông trẻ, các ông có những cái điều kiện tiếp xúc với lại những cái nguồn kinh nghiệm mới, nhiều những nguồn kiến thức mới, trong khi các cụ già rồi và chỉ chơi quanh làng thôi. Thì cái việc ở đây ấy, là các cụ sẽ truyền cho các ông những cái kiến thức nó cổ xưa, nó có cái hợp và có cái không, có cái đúng và có cái sai anh em ạ. Thế nhưng mà cái công nghệ nuôi gà mới bây giờ ấy, nó khác ngày xưa lắm. Nó khác ngày xưa lắm. Ngày xưa các ông bảo là, bây giờ các ông cứ nhìn lại các cụ ở dưới làng, vẫn nhiều khi có nhiều ông nói là gà cưa thì đấm thì đéo là được. Thế nhưng bây giờ cưa đấm là cái chuyện bình thường, các ông gặp liên tục ở sới luôn. Thậm chí sới cỏ các ông còn hay gặp, chứ đừng có nói là ở sới kết thì gặp liên tục. Gần như gà đéo nào cũng phải có đấm, cứ gà đi đá kết là gần như là có đấm cả. Ít có gà nào không đấm. Thế nhưng mà nhìn... Không biết có bị mất tiếng không anh em nhỉ? Tôi vừa có một pha mất mạng anh em ạ. Vừa một pha mất mạng luôn. Alo, alo. À được rồi anh em ạ. Nó chỉ mất, ấy thôi, mất mạng thôi. Tôi tắm cho quả sạc và phát đã. Thằng bạn em có một con cứ vào lên đá đối phương rúc vào là cắn cánh anh ạ. Nói chung là ghê đấy anh em ạ. Cắn cánh thì tôi đánh giá là ghê đấy. Tắm hết mồ hôi. Được rồi đấy anh. Ok, cảm ơn anh em nhé. Thì thực ra thì những cái gì tôi chia sẻ với các ông ấy, tôi cũng chỉ mong là ở đây tất cả những em ngồi đây thì cũng là những em tôi cũng trân quý các ông, mà các ông cũng quý mến tôi, thì các ông đang ngồi đây và nghe tôi nói. Nếu như tôi nói có cái gì sai thì anh em thông cảm, bởi vì cái lượng kiến thức mỗi người thì nó có hạn. Nhưng mà tôi cũng chỉ có mà cố gắng làm sao mà đưa cho anh em những cái gì tôi biết tốt nhất có thể. Đấy, chứ tôi nói thật là lòng tôi là không có cái gì sai hết. Tôi không làm cái gì sai trái cả. Tôi cũng chỉ cố gắng để chia sẻ những cái gì tôi biết thôi. Và chắc chắn là những cái tôi biết thì nó có cái đúng và có cái sai anh em ạ. Không thể chắc chắn 100% đúng được. Tôi cũng không bao giờ khẳng định bản thân mình nói cái gì cũng đúng. Thế nhưng nếu như nó đúng thì anh em nghe, mà nó sai thì anh em có thể rút kinh nghiệm. Đúng không ạ? Chơi môn này dù già hay trẻ bảo thủ là chết anh ạ. Chiến công tử đúng rồi anh em ạ. Nhưng mà tôi cũng đã từng nghe có một số người nói rằng chơi gà chọi là phải bảo thủ, nhưng tôi không đồng ý. Bản thân tôi nghĩ rằng là trong tất cả mọi việc ở trên cái cõi đời này thì đừng bao giờ bảo thủ cái gì hết. Mình không bao giờ chắc chắn cái gì 100%, đúng không anh em ạ? Cường có biết cá sấu, cá sấu rằng thọ ở Hà Đông Hà Nội lúc 16 đến 17 tuổi mà kinh nghiệm đá gà đừng hỏi. À đúng rồi anh ạ. Nghe đại cha chia sẻ cuốn hơn thuốc phiện. Cảm ơn Vũ Ngọc Tú nhé. Mình nghĩ bạn chia sẻ với anh em gà mình đá nghẽ đá bao 10 thì lại đánh bao 2 thôi, bỏ ra chấp ăn ngon hơn là cố đánh tầm cao. Đúng rồi bác Nguyễn Huân ạ. Tầm cao là người ta nhiều tiền, người ta dư tiền, người ta đánh. Còn mình mà đánh tầm 10 triệu thì chỉ nên đá 5 triệu quay đầu anh em ạ. Mà đá ngoài 5 triệu, 10 triệu thì còn hơn là mình đi đá con gà nó quá kết. Xong bắt đầu là người ta đá bao to mình chịu không nổi. Mình cũng có đá được nhiều đâu, đúng không ạ? Tức là mình gió tầm nào thì mây tầm đấy thôi. Mình không nhất thiết rằng là mình phải đưa con gà mình gặp những cái khó khăn. Mục đích của các ông đi đá gà là gì ạ? Tức là nó sẽ chia ra các mục đích khác nhau, như là nâng cao tầm vóc của bản thân là cái việc người chơi gà muốn nhất. Thứ hai là đi đá mang lại cái lợi nhuận kinh tế. Thứ ba nữa là để mà chứng tỏ cái khả năng năng lực của mình, đúng không ạ? Thì cái nâng cao tầm vóc của bản thân ấy, nó là những cái thứ phù phiếm, nó không mang lại giá trị lợi nhuận anh em nha. Thì tôi nghĩ rằng nếu như các ông đã đi chơi thì cái mục đích của các ông là tìm kiếm niềm vui, vậy thì thắng mới là vui. Và được ít hay được nhiều không quan trọng. Đấy, trừ khi các ông xác định rằng là
các ông phải đưa con gà của các ông lên một cái tầm nào đấy, và các ông cũng phải có tiền nữa. Còn nếu như các ông không có tiền thì các ông xác định là kiếm niềm vui và một chút kinh phí để mang về nuôi gà, thì tôi nghĩ rằng nó hợp lý hơn cho tất cả mọi người. Còn lại một số người đặc biệt, người ta quá nhiều tiền và người ta muốn chơi ở cái tầm cao hơn, thì người ta có những con gà hay, người ta đi đá kết. Còn anh em mình ấy, xác định là mấy thằng gà cỏ với nhau, mấy thằng nghiện ngập với nhau, thì chơi cho nó vui là đầu tiên đã, đúng không ạ? Chơi cho nó thoải mái, cho nó sung sướng sau những ngày làm việc vất vả, và đi đá độ, nuôi con gà ra đá độ, ăn được 1 triệu, 2 triệu cũng được, 5 triệu, 10 triệu càng tốt, thế thôi. Chứ còn lại là mình kinh tế mình không tốt thì tốt nhất là mình đá thế thôi anh em ạ. Chứ không phải là kinh tế mình có 5 triệu nhưng mình kết con gà này qua, mai bốc họ về đá 20 triệu thì đừng. Tôi khuyên anh em đừng làm điều đấy. Tất cả mọi cái thứ cờ bạc ấy, nó đều là xác suất, có thắng và có thua, đúng không ạ? Mình ở nhà thì hay đấy, nhưng mà ra ngoài chắc đéo gì đã hay. Thế nên là thôi, còn đá là còn thua. Mà thắng được trận này ấy, cũng chưa chắc bù được trận sau thua anh em ạ. Tốt nhất là đéo chơi. Anh em cứ chơi vui vui, giải trí là được. Cứ ngồi đây nói chuyện với nhau, dăm ba câu chuyện cuộc đời, kể cho nhau nghe một ngày đã qua, thế là được. Chứ nghĩ ngợi điểm đéo gì, người ta đá tiền tỷ là việc của người ta. Thì mẹ mình còn đang lo sáng mai lấy gì cho con tiền ăn sáng đi học. Thì mình nghĩ là đéo gì mấy cái chuyện đá tiền tỷ. Tiền tỷ là của họ, còn tiền nghìn là của anh em mình. Anh em mình loại đầu kê cựa anh em ạ. Đá gà vì tận hưởng niềm vui khi con gà thắng. Đấy, mỗi người một cái sở thích. Nhưng mà tôi, ví dụ tôi cũng thế thôi. Nếu mà gà mình đi đá độ được mình vui, nhưng không đi đá độ được vần ở nhà tôi vẫn vui. Vì tôi suốt ngày nói sang sảng với các ông này, có mấy ông vào rồi comment các thứ linh tinh, nói chuyện tào lao, thế là vui. Một ngày của tôi buổi sáng nên tôi thấy vui lắm. Thấy happy vậy đấy. Happy là hạnh phúc anh em nha. Hôm nay cá sấu đội Hà Nội trắng sông bạn à. Mình làm hết tâm mình, còn ai nói gì kệ bạn họ à. À kệ họ bạn à. À ừ thì mình, tớ cũng nói như vậy thôi. Thực ra thì tôi nói thật với các ông là tôi cũng nói giải thích cho những, cái tôi muốn giải thích ấy là giải thích cho những người tôi trân quý. Còn tôi đéo có nghĩa vụ phải giải thích cho những cái người mà người ta ghét mình. Bởi vì người ta đã ghét mình ấy, thì các ông giải thích cái đéo gì nó cũng là sai. Các ông cứ để ý mà xem. Thực tế ra ấy, cái việc giải thích của tôi biết rằng là với nhiều ông nó cũng là thừa. Bởi vì khi các ông quý tôi rồi, đúng không, thì thằng khác nói gì thì kệ mẹ chúng nó, thì em vẫn quý anh hoặc là anh vẫn quý em. Thế mà những cái thằng mà nó ghét tôi ấy, thì tôi phải giải thích với nó để làm cái đéo gì. Vì nó đéo có cái giá trị gì với tôi, đúng không? Nhưng nhiều khi mình áy náy, mình bảo là những người anh em này người ta đến với mình, người ta quý mình, xong bây giờ người khác nói sai về mình không muốn người khác hiểu sai về mình, hay không muốn những người mất đi những người anh em đấy, thì mình mới hay phải giải thích. Thế nhưng thực tế tôi nghĩ đi nghĩ lại thì thực ra cũng đéo cần, đúng không ạ? Các ông đã quý tôi thì thằng khác nói gì nó có quan trọng đéo đâu. Tôi biết là như thế, nhiều khi tôi đôi co với chúng nó, tôi biết là các ông cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng mà mình cứ lo lắng, mình cứ sợ là bọn nó nói mình như thế, anh em của mình người ta buồn, ví dụ vậy, hay người ta nghĩ sai về mình đi. Đúng vậy, bạn chia sẻ cho anh em đỡ mất tiền. Mình bán 18 triệu họ ăn thêm một cây, họ bán 80, đó là việc của họ, không tiếc, nếu tham là chết ngay. Đúng rồi anh ạ, nếu mà anh bán cho người ta 18, người ta bán được 80, đấy là ở cái tầm người ta bán được như thế, đúng không ạ? Có những người bán gà chỉ 3 triệu thôi, và nhưng có những người thì bán con gà 10 triệu người khác vẫn mua tới tấp. Đấy, bởi vì là cái tầm người ta khác, người ta có thể đá được tiền khác. Ví dụ như tôi lấy ví dụ như này thôi. Ví dụ một con gà tôi chỉ xác định đá bao 5 triệu thôi, nhưng các ông mua 5 triệu tôi không bán. Lý do làm sao ạ? 5 triệu tôi tự đi đá được, đúng không ạ? Tôi cho Thái Sỉ đi đá một trận tôi kiếm được 5 triệu, tôi việc gì phải bán cho các ông. Đấy, nhưng nếu như các ông mua 8 triệu thì có thể tôi bán. Ví dụ thế, hoặc bán mua 7 triệu tôi có thể bán. Nhưng tôi chỉ chắc rằng là nó đá trong khoảng 5 triệu thì mới tỷ lệ ăn nó mới cao. Chứ còn lại là đá hơn 5 triệu thì tôi cũng không biết. Có thể nó đá được hơn nữa, nhưng mà cái tầm của tôi không chấm được. Thì tôi chỉ chấm được nó là đá yên tâm, khoảng 5 triệu là nó đá yên tâm. Tôi có thể chấp nhận là nó mất con gà 5 triệu và mất thêm 5 triệu để đá nó nữa. Đấy. Thì nhưng mà nếu mà bán thì nó phải 6, 7, 8 triệu. Hoặc là nếu như có bán 5 triệu thì cũng phải là một người anh em tôi quý, hoặc là một người nào đấy mà tôi thấy ưng con mắt, vừa con lỗ tai thì tôi mới bán. Chứ còn nếu không, bình thường thì tôi không bán. Bán thì làm cái gì, đúng không ạ? Thế bây giờ nếu như bảo là tôi bảo các ông như này này, em ơi con gà này nó đá được tiền tỷ, nhưng tôi bán cho các ông 10 triệu, các ông tin không? Tin thế đéo nó được. Ít mẹ, mày bán đá được 1 tỷ sao mày không để ở nhà mà đá 100 triệu ăn mà đem về mà lấy tiền mà cho vợ cho con mày, mày đã bán cho tao 10 triệu ăn cứt à? Đúng không ạ? Mày không để mà nuôi. Anh em có công nhận không? Cái thực tế nó là như vậy. Đéo thể nào khác được.
mặc dù tôi nói xong thì các ông bảo ừ thì con gà đá năm bán đáng giá đá 5 triệu mà ông bán tôi có 5 triệu thì ông khôn thế. Nhưng cái vấn đề nó đéo phải khôn, mà bởi tôi chơi được thì tôi cần gì phải bán. Nhưng có những con gà người ta rõ ràng bán được 10 triệu nhưng người ta chỉ bán cho các ông 3 triệu thôi. Các ông biết là sao không? Bởi vì họ không có tiền đá 10 triệu, họ chỉ có tiền đá 3 triệu thôi. Đấy, 2 triệu thôi, và các ông trả 3 triệu người ta được giá người ta bán. Bởi vì người ta đá 2 trận thì mới được 3 triệu, nhưng bán cho các ông được luôn 3 triệu. Thì bán mẹ đi chứ có gì nữa. Em thấy anh chấm gà chơi rất hay anh à, cảm ơn Phạm Út nha. Trận cúp hôm nay sợ quá bạn nhỉ, Đặng Thái Thủy. Trận cúp hôm nay thì một điếu nổ thì nó là quá sợ luôn anh em ạ. Nó là quá kinh khủng rồi. Đúng rồi bạn ơi. Không biết phải hỏi, muốn giỏi phải học, không được giấu dốt anh à. Đấy, đúng rồi, mỗi người đến đây chia sẻ một chút. Tôi chia sẻ một chút kinh nghiệm của tôi, anh em chia sẻ một chút kinh nghiệm của anh em. Thế là vui. Chào Nguyễn Duy nha. Hơn 200 người xem là quý rồi anh à. Ngày xưa còn 2.000-3.000 người xem anh em ạ. Cái Facebook này bây giờ nó bị kiểu bị bóp tương tác ấy. Thế nên có nhiều anh em cũ người ta không tìm thấy Facebook của tôi. Chào anh Long Trần nha. Chọc Thọ Idol cường quá, ok đấy. Cảm ơn anh Chọc Thọ ạ. Nghe anh em nhìn gà quanh em hiếm quá. Ừ. Khi nào các ông nhìn thấy một con gà mà vừa ý các ông hiếm ấy, khó tìm ấy, thì tức là các ông đã thực sự trưởng thành hơn trong gà chọi. Còn các ông nhìn thấy hoặc các ông nghe thấy ấy, liên tục có những con gà hay thì lúc đấy là các ông phải xem lại. Bởi vì gà hay ở đéo đâu mà lắm thế. Đúng không ạ? Gà hay không có nhiều như thế đâu anh em ạ. Gà hay ít lắm. Một thằng mà một ngày bán 10 con gà ấy, thì đéo thể nào nó chất lượng được. Gà hay đéo đâu mà lắm thế được. Đúng không ạ? Tôi nghe thấy ngày xưa có những nơi mà một ngày bán mười mấy con gà, mà đem mấy cái thùng, hàng chục cái thùng ra gửi xe xong chụp ảnh lại, feedback lại, gửi gà cho anh em nhé. Lấy đéo là lắm gà hay thế. Địt mẹ. Tôi nói thẳng luôn là trong khu vực Vạn Dã đấy, tôi vào đấy 3 ngày trời ngồi ở gần như tất cả các sới cỏ, không bắt được một con gà nào. Thế nhưng ngày đéo nào nó cũng đem ra cái chỗ cổng nhà sư phụ thôi, nó gửi 7 con với 10 con, mà tôi ngồi 3 ngày không bắt được một con gà nào anh em ạ. Thì tức là cái tầm của mình ấy, mình chọn một con gà nó quá khắt khe. Nhưng người ta cứ mua gọi là đại trà, 1,5 triệu con bán anh ơi. Thế là về gọi điện alo ra ngoài Bắc này, anh ơi con gà này hay lắm rồi thế này thế kia, bắt đầu là vẽ cho nó một cái tiểu sử và đưa nó ra lên 10 triệu anh em ạ. Rồi mua xong thì tạm biệt anh nhé, anh em mình không quen nhau cũng được. Còn nếu mà anh đã về đá hay thì lần sau em lại bắt con gà 1,5 triệu gửi cho anh tiếp. Em có biết nó đã hay đâu đâu, lịch sử là do em vẽ ra, đúng không ạ? Nên câu chuyện nó khó anh em ạ. Bán một ngày mà nhiều gà thế lấy đâu ra. Một khu vực vần gà, hẳn một cái sới vần gà, một ngày mà mình vào xem mình cũng chỉ thấy một con, gọi là mình trông nó được con mắt thôi. Ví dụ như kể là chỗ Văn Quân hay chỗ trại gà Tuấn Khánh Hòa, thì thông thường tôi thấy một ngày thì cũng có một con mình vừa mắt thật anh em ạ. Còn nó chơi được thật hay không mình đéo biết. Nhưng những con còn lại thì thấy vẫn mua bình thường, vẫn nhiều người mua lắm. Nhưng mà mình phải thấy rằng cái mắt của mình chấm khắt khe hơn, vậy thì mình đã phải yên tâm hơn người ta rồi. Các ông thấy một con thôi thì tức là các ông cũng đã là ok rồi. Ví dụ như các ông mà 5 ngày các ông mới thấy một con thì đấy là các ông bắt đầu hay rồi. Còn nếu mà các ông phải một tháng các ông mới thấy một con vừa mắt các ông thì đấy là đẳng cấp. Tôi nghĩ là như vậy. Tức là cái giới hạn mà lựa chọn con gà của các ông nó càng co hẹp lại thì tức là các ông càng khắt khe. Các ông càng khắt khe thì cái tỷ lệ thành công nó càng cao. Ví dụ như cũng như thế, người ta bắt 10 con nhưng các ông chỉ bắt mất có một con thôi. Cứ 3 ngày người ta chấm được một con thì người ta bắt tổng một tháng là 10 con đúng không ạ? Nhưng các ông một tháng chỉ bắt được một con thôi thì đương nhiên là cái chất lượng của cái con gà đấy của các ông thì nó phải hơn đến 9 con gà của ông kia, thì chắc là chỉ thua một con anh em ạ. Tất nhiên là người ta bắt nhiều như vậy thì tỷ lệ người ta bắt được con gà hay thì nó sẽ cao hơn anh em mình. Nhưng mà cái con gà của anh em mình ấy, tỷ lệ chơi được sẽ cao hơn người ta. Chắc chắn là ông một tháng bắt một con ấy thì bắt 3 con chắc chắn sẽ chơi được 1 đến 2 con. Nhưng ông bắt 10 con thì chắc chắn là chỉ 9 con là vứt đi rồi. Chỗ mình cả năm, đầu năm đến giờ mới thấy một con có khả năng chơi ok mà đâu ra lắm gà hay vậy. Đấy, cả một khu vực đấy, Văn Sung cũng chỉ nhìn thấy một con gà hay. Tức là cũng đã là con mắt rất khắt khe rồi anh em ạ. Có như thế thì nó mới ấy được. Chứ còn ví dụ như tôi chỉ chấm là nó chơi được thôi. Và cái chơi được của tôi thì nó là vô vàn lắm. Nó chỉ chơi được, ví dụ như tôi cũng nói với các ông là con gà này chơi khoảng 3 triệu, 5 triệu thì ok. Thì nó có anh em ạ. Chứ bảo nó là ông thần nọ, bà thần kia thì nó không có đâu. Đá kết nọ kết kia thì không có đâu, khó lắm. Một con gà đá kết đến tôi đúc ở nhiều nơi,
ra đến đợt này là đợt cái lứa này chắc là từ từ đầu năm đến giờ rồi, từ đầu năm không đúc từ giữa năm ngoái đến bây giờ thì tôi mới nhận định thấy có một con là có khả năng là có thể đá kết được. Ví dụ như có một con năm ngoái có hai con ba con thì năm nay mới có khả năng có một con, tức là tôi cũng chỉ xác định nó đá khoảng 50 anh em ạ, 50 là có đấy, ví dụ như thế. Tức là nó rất khó để có một con gà đá kết, nhưng mà đá kết ở đây là có khả năng, chứ tôi cũng không nói là nó đá kết được anh em ạ. Vì thịt mẹ đá kết nó vô vản lắm, thứ nhất là nó phải duyên nữa. Con gà thì mình nuôi thì mình thấy nó hay đấy, nhưng mà chưa chắc nó đã duyên độ anh em. Ra sới có khi đá pẹp phát lăn ra mất mắt luôn, thế là còn đâu mà đi đá nữa. Gà tơ có dùng được thuốc nuôi không bạn? Thu Nguyễn, gà tơ để anh em dùng thuốc nuôi thường đấy nha, cho nó tiết kiệm anh em ạ. Dùng thuốc nuôi thường này nha, cho nó tiết kiệm là được. Chữa hen E. coli ghép cho uống thuốc gì anh ơi? Hen E. coli ghép à? Thì đầu tiên anh em dùng cái men tiêu hóa mà có cái thành phần chữa E. coli đấy, anh em trộn với lại cám cho nó ăn đấy, hoặc là trộn với cháo đút cho nó. Thứ hai nữa là các ông tiêm Linspec kết hợp với T5000, anh em tiêm mỗi loại 0,5 mm, anh em trộn vào có thể tiêm được đấy, là ok. Hoặc là các ông có thể tiêm riêng biệt. Thì tôi thấy thường là cái combo đấy chữa được cả hen lẫn đi ở một lúc là thế hợp lý. Chỗ mình có đội chơi chỉ thích gà nam, coi thường gà đúc bắc, chê xương sức nhỏ, thế mà đá tỷ lệ thua nhiều mà ăn được trận nào cũng chật vật. Cái đấy là nó cũng là hên xui đi bạn. Thực ra gà nam thì em thấy là cái bên gà bắc mình phát triển chậm hơn anh em ạ. Bên trong gà nam thì em thấy phát triển nhanh hơn. Với lại cái thời tiết ở gà nam nuôi thì nó đẹp hơn, nên con gà thì trông công nhận nó đẹp hơn thật anh em ạ. Nhưng mà con gà bắc mình ấy nó có một cái độ gì nó bền bỉ kinh khủng lắm. Nó kiểu dẻo dai anh em ạ, nó kiểu chịu thời tiết khắc nghiệt quen ấy, con nuôi dễ lắm. Trận gà ăn một điếu hôm nay anh thấy thế nào? Anh thấy khiếp. Anh ơi, gà choay em nó bị kén lườn thì xử lý sao anh? Đợi nó khô rồi mổ thôi. Nguyễn Lê Giang ơi, em thích nuôi VIP nhưng chỉ chơi vài triệu, nhiều khi gà ăn độ không đủ tiền mua thuốc nuôi. Đấy là mua thuốc nuôi vì đam mê đúng không Phúc Clip? Hay em mua cho anh vui, mua cho anh vui đúng không? Có nhiều ông, có nhiều ông nhắn tin cho tôi bảo là anh em chả có con gà nào cả, nhưng mà em quý anh nên là em mua thuốc nuôi về để đấy, để khi nào có gà thì dùng. Thì tôi bảo anh em là thôi, không quan trọng việc đấy đâu. Thực ra thì các ông mua thuốc nuôi ấy chắc là chỉ đủ tiền để trả lương nhân viên, với lại là gà nhà tôi ăn nó bớt đi cái tiền chi phí, nói thật. Vì trả được lãi bao tiền một lọ đâu anh em ạ. Thế nhưng mà cái câu chuyện ở đây ấy là mình thấy nó hay, nó tốt thì mình chia sẻ. Ai tin thì tin, mà ai không tin thì thôi. Đấy, chứ cũng không cần nhất thiết là phải như này như kia. Các ông thấy đặc biệt tôi có đâu quảng cáo đâu, tức là tôi có thể chia sẻ với các ông nha. Nhưng mà nếu như bây giờ tôi mà ấn vào cái nút quảng cáo ở trên Facebook và chi trả cái tiền quảng cáo đấy giống như những người ta bán thuốc hen rồi kén mép các thứ ấy, chắc chắn là tôi bán được nhiều anh em ạ, chắc chắn là tôi sẽ bán được nhiều. Thế nhưng mà nếu mà bán nhiều như vậy thì cũng chưa chắc nó là đã mình đã có những cái trải nghiệm tốt. Nó phải tầm cứ gọi là anh em mình phải thử thêm 1-2 năm nữa, hoặc là thử thêm 1-2 tháng nữa, thế thực sự nó quá ok rồi thì lúc đấy mình mới tính đến chuyện là làm ăn quy mô lớn thì nó mới có thể có lãi được. Còn nếu mà như bây giờ ấy mà ngày bán chục đơn nhưng mà các ông thì kỳ giỏi lắm là một ngày chỉ kiếm được khoảng tầm vài lít đấy thì thôi, hay thậm chí là nó có thể kiếm được 1 triệu. Nhưng 1 triệu đấy mà chia cho bao nhiêu con người, từ đóng gói đến các thứ, xong rồi gà nhà mình ăn nữa, thì các ông mà 1 tháng mà 30 triệu thì cũng chả được đồng nào. Em nuôi cũng không hết nhưng cũng mua khi có gà thì dùng dần. Ok Phúc Clip nha, mình vẫn đang nợ Phúc Clip một con gà anh em ạ. Gà mới sổ run được 1 tháng mà vẫn còn có sổ tiếp được không anh? Thì cái việc sổ run thì anh em không nên sổ quá nhiều vì nó sẽ làm mòn cái thành ruột anh em nha. Không nên sổ quá nhiều, kể cả người cũng thế thôi, người ta sẽ sổ run định kỳ. Còn lại việc còn là việc của nó vẫn còn anh em. Thực ra các ông sổ xong được khoảng tầm 1 tuần sau, nó ăn những cái đất mà có nhiều run là nó vẫn có. Còn nếu như anh em thấy mà run sán nó nhiều quá thì các ông phải cố gắng vệ sinh chuồng trại và rắc vôi rắc viếc để cho những cái con ấu trùng run sán nên nó chết đi, thì con gà nó nhặt đất nhặt cát ăn nó cũng đỡ anh em ạ. Mùa này gà khò thì dùng thuốc gì
anh tư vấn giúp em với, thì anh em có thể dùng hen Trường Khánh mua ở chỗ Duy Thái được, hoặc là anh em có thể tiêm Linspec được, hoặc là anh em hiện tại thì nhà tôi không bán cái hen kia nữa rồi anh em ạ, vì thực ra bán nó không có lãi, tôi tính ra là bán lỗ anh em ạ, nên tôi không bán nữa cái hen thảo dược đấy, bán lỗ luôn đấy các ông ạ, đéo phải sung sướng gì đâu, cái hen đấy bán là lỗ. À nhưng mà cái thuốc phục hồi thì tôi nói các ông ơi, hôm nay tôi khỏi khoảng 90% cái cổ vai gáy rồi. Tôi khỏi khoảng 90%, bây giờ nó chỉ hơi mỏi chứ nó không đau anh em nha. Hôm trước là tôi vừa mỏi vừa đau, nhưng mà hôm nay thì khoảng 90% mà tôi bôi đúng một buổi sáng, buổi tối về đi tắm luôn. Và tối hôm qua tôi quên cũng đéo bôi. Thì tôi đang định sáng nay feedback cho các ông là tôi sáng nay là khoảng 80%, nhưng đến tối nay là khoảng 90% rồi anh em ạ. Nếu tôi nghĩ rằng là nếu tối nay tôi bôi nữa là khỏi tiệt mẹ luôn. Đấy, là không đau không mỏi nữa luôn. Nhưng mà hôm qua tức là tôi mỏi theo cái kiểu dạng nha, nó vừa đau vừa mỏi. Mà tôi không dám gối cao, tôi phải vứt mẹ cái gối đầu đi anh em ạ. Có ông nào bị giống tôi không? Cái cổ vai gáy này này, nó mỏi xong nó đau, xong mình chỉ cần gối hơi gối đầu lên một tí thôi, một tí thôi là mình cảm giác cái chỗ này nó nóng, xong nó đau, nó nhức. Thế là tôi phải vứt cái gối đi. Thế mà đến bây giờ là tôi ngồi này tôi không, gần như không có cái cảm giác gì đau nữa rồi đấy. Gà em, gà nam, anh em bắt toàn giạt, hàng giạt rồi chứ chuẩn hàng chơi thì không lọt về ngoài đấy đâu, trừ khi quan hệ rộng. À, cái câu này của Giang Tuấn là tôi thấy hoàn toàn hợp lý. Bởi vì tôi cũng đã vào trong miền trong rồi, và tôi nhận thấy một điều như này này. Tôi nói như này và tôi cũng mong là bạn Giang Tuấn, bạn xác minh giúp tôi xem có đúng không nha. Tôi vào tôi gặp những người ở trong đấy, là tôi nói chuyện với người ta, thì người ta nói là như này này. Những nhà mà có gà tốt, gà tông dòng, thì người ta đều có những cái tay chơi ở trong Sài Gòn người ta đặt mua. Và những cái tay chơi đấy cũng sẽ đưa lại cho những người ta những cái con gà trống nó hay để người ta về đúc. Và sau khi gà con lớn lên thì người ta đặt, người ta mua xô luôn. Tức là người ta gần như không cần mày phải thử, cứ gà mái đấy và con trống tao đưa cho mày, mày đúc ra thì tao mua hết lại. Đấy là tôi thấy có trường hợp đấy. Thì tôi hỏi Giang Tuấn ở đây xem có phải đúng là như thế không. Thì để anh em, nên là cái gà mà về đây ấy, nó thứ nhất là cái gà mà ở trong đấy người ta, con đấy người ta loại là một. Thứ hai nữa là con đấy người ta hay nhưng mà người ta đem đi bán trộm thì là có. Đấy, ví dụ như là tôi quen với ông này thì nuôi gà trong kia, bán trong kia, nhưng mà tôi sang đấy tôi là gạ bán lại con này cho tôi thì ok, có thì con này tôi thấy hay quá tôi lại đem đi bán lại ra ngoài Bắc là cũng có anh em ạ. Nhưng mà nó chỉ có hay ở trong trường hợp đấy thôi, còn đa số anh em sẽ mua những cái con gà mà một là gà loại của cái nhà mà người ta nuôi gà kết đấy, nó tật lỗi gì đấy hoặc nó không đúng ý cái người ta ấy, là người ta thử người ta bán, hoặc là những con gà của những cái nhà xung quanh đấy nó cũng chơi hay thôi, nhưng nó không phải tông dòng anh em ạ, nó cũng chỉ thường thường thôi. Và cũng có thứ ba nữa ấy, là cái nhà đấy nó bị lọt mái ra ngoài thì đúc với trống linh tinh thì cũng có bán anh em ạ. Chứ còn những cái nhà mà đúc chuyên nghiệp mà hay ra những con gà mà kinh khủng đấy thì là gần như những tay chơi người ta bắt sẵn rồi về là đá cúp anh em, hoặc là đá những cái trận kết thì là đấy là tông dòng. Nên tôi hay nói với các ông về tông dòng từ cái ngày tôi vào Long An đến giờ là tôi hay nói với các ông là tông dòng ở chỗ đấy đấy. Bởi vì tôi nhìn thấy những con gà mà cái tông của nó đến cái mức độ tôi không tưởng tượng được. Bản thân tôi là người chấp 5 triệu ăn 1 triệu, tôi phải quay ra 4 các ông ạ, tôi phải chấp nhận cháy sổ. Bởi vì nó đéo đánh nữa rồi, thế nhưng mà nó cứ đứng im đấy thôi. Mày muốn làm gì tao mày làm. Mày thi thoảng nó lại mổ anh em ạ, nó đá một cái cũng trúng. Nhưng mà tức là tỷ lệ con gà kia đá 10 cái đá 1, mà con gà kia gà lông, gà trả 60 triệu không bán, đá với một con gà tơ vừa vỡ chưa vỡ đầu cựa anh em ạ. Thế mà nó trơ kinh khủng luôn, mà nó lì thì không có cái gì có thể hình dung được. Đấy thì tôi nói cái câu chuyện đấy thì tôi muốn nói anh em là Giang Tuấn cũng là một người ở trong đấy cũng chơi gà cũng ấy đấy, thì có đúng như vậy không? Trong này gà tông dòng dân chơi Sài Gòn nó mua từ quả trứng, riêng gà mái nó thịt cho vợ con ăn, không bao giờ để lọt mái ra ngoài nhé, chỉ bán gà trống. Đấy, anh em thấy chưa? Nên là để mà anh em mình bắt được một con gà mà tông dòng thực sự khó lắm, nên là ra ngoài này gà anh em mình hay chạy bậy là cũng vì vậy đấy các ông ạ. Đem ra đây anh em mình đá hay chạy bậy, tất nhiên là do anh em mình nuôi một phần nữa. Tôi cũng khám phá ra là anh em mình nuôi hay vần láo vần tuét nó cũng hay chạy bậy anh em ạ. Cu em trong miền Trung bảo gà mở mỏ chơi được đã 5 triệu rồi, còn vần nuôi kỹ là giá khác đó, dưới 5 triệu gà về chơi được thì khó lắm. Thì nó cũng gần gần như thế bạn ạ. Thực ra trong Sài Gòn nó cũng vậy. Thực ra là gà, ví dụ như là người ta bán cho cái người mà chuyên mua của người ta nha, người ta thể bán 2 triệu rưỡi 3 triệu, nhưng các ông mua 10 triệu chưa chắc mua được. Ở trong đấy người ta lại có giữ một cái uy tín như vậy anh em ạ. Anh cho em hỏi tí, có con gà vần trận đầu anh em bảo về thịt đi cho đỡ tốn thóc, nhưng hôm rồi em vần lại với con gà hơn mình 2 lạng,
đã có ba hồ người ta thả cổ. Anh à, tí nữa thì nghe mấy ông thịt oan con gà. À, thế thì em cứ nuôi bình thường thôi Nguyễn Tiến Dũng ơi, em cứ nuôi bình thường, nuôi chơi bình thường. Nếu như mà vần mấy kỳ sau nó vẫn phát huy tốt như vậy thì chơi được. Anh ơi cho em hỏi, gà em hẹn họ 2 ngày nữa ra độ mà nay bị chậm tiêu, có cách nào không anh? Là nếu mà hôm nay bị chậm tiêu mà mai nó không tiêu được thì các ông nên dừng. Nói chung con gà đã bị chậm tiêu rồi, ra sới đá thứ nhất là dễ bị đi ỉa, thứ hai nữa sức khỏe không đảm bảo. Vì không tiêu hóa được thì đương nhiên là nó không có dinh dưỡng, mà không có dinh dưỡng thì nó sẽ bị gọi là tụt huyết áp rồi các thứ, nó không đủ chất vào người nó thì đương nhiên con gà nó không khỏe rồi. Mà tất nhiên không khỏe thì đừng nên đi đá, chả tội gì. Tuyền mốc vào nhà chú Khâm Tây Ninh bắt 2 con mái 80 triệu bao hàng, ra con không bỏ con nào khá trở lên. Nói chung người ta có tiền thì người ta đầu tư nhiều kiểu lắm anh em ạ. Tôi đã bảo các ông rồi, đợt đấy tôi đầu tư 200 triệu mấy con gà mái đấy, đến bây giờ nó mới có như vậy chứ không lấy đâu ra anh em, móc đâu ra. Thì mình có tiền, mình người ta có tiền người ta xác định chơi như vậy, còn anh em không có tiền thì mình chơi kiểu khác. Thế còn lại là bây giờ thì thực ra này, gà mái ấy mà mua ở đâu mà chả được, nhưng mà chưa chắc nó ngon thôi anh em ạ. Còn tôi thì quan điểm là cũng không cần phải là cái dòng giống gì danh thủ danh thiếc gì cả, miễn sao mà mình thấy cái dòng đấy nó ổn định, ra con nó có đường dài thì mình chơi thế thôi. Như tôi bây giờ tôi thấy gà mái nhà tôi chơi ok, tôi cũng không có cái nhu cầu, tức là các ông có tặng mái tôi cũng không cần, các ông có bán cho tôi cũng không mua, mà tặng tôi cũng không cần, vì mái nhà tôi thấy như thế là tôi nuôi được rồi, tôi cũng không cần thiết phải loại là thêm nữa, anh em hiểu không? Có cách nào chữa bệnh chậm tiêu nhanh không anh? Thì mỗi là cho uống men tiêu hóa anh em ạ. Còn nếu như nó mà không tiêu được thì anh em phải ra diều thế thôi, chứ còn lại là cũng hiện tại là khoa học vẫn chưa có cách chữa nữa. Nó chậm tiêu thì cho uống men tiêu hóa, còn muốn nhanh hơn thì các ông ra diều cho nó, xong là cho nó ăn cháo các ông, hoặc là nước cơm đấy, dạng vậy. Ăn nước cơm các thứ, ăn cháo ăn trước các thứ thì các ông vẫn phải cho nó ăn thêm một chút kiểu cám thuốc các thứ vào, nhưng nó không ỉa phân trắng ấy. Xong là nó tiêu được rồi thì các ông bắt đầu cho nó ăn cái thóc vung. Anh em cho thóc vào xong là cho nước hơn thóc một tí. Ninh như khi nào mà cái thóc nó nở ra thì anh em cho ăn. Tông dòng nó đá về nước hậu về sau được, còn không bỏ đòn bền tải. Đòn tí bành có át ăn lên là bình thường. Đúng rồi anh em ạ. Nói chung là về tông dòng thì tôi khẳng định rằng là gà trọi có tông dòng, và tôi khẳng định rằng có những dòng gà rất lì và có khả năng ăn bền về hậu độ, thì tôi đã nhìn thấy rồi và tôi phải tin tưởng cái điều đấy. Gà bị nấm vảy, vảy nổi sushi chữa sao anh? Vảy nổi sushi rồi thì khó chữa anh em ạ, bởi vì nó đã nổi sushi rồi thì nó khó để mà liền lại lắm. Nhưng nếu như nó mới bị nấm vảy mà bị hồng hồng lên ấy thì có 3 cách chữa thái xỉn, mà một là có thể bôi mốc, cái kem mốc trị mốc của Thái đấy, hoặc là mốc gì cũng được. Hai nữa là bôi bạch hổ hoặc là cao. Ba là bôi dầu lin xe máy anh em nha. Chào Tâm Cun, thấy bạn chia sẻ dòng mái rất hay, quan trọng là da con ổn định và đòn lối bền lì xương đẹp. Đúng rồi bạn Văn Sung ạ, mình nghĩ vậy thế là đủ, mình thấy nó thế là ổn định, cũng không cần gì nhiều anh em ạ. Hoặc là tôi thấy đối với tôi như thế là nó ok rồi. Anh ơi, gà choai em nó ngủ cây, nó có bọng nước ở lườn thì xử lý sao? Thì thứ nhất là đừng cho nó ngủ cây nữa, thứ hai là đợi cái bọng nước nó thành kén rồi thì trích nó đi thôi. Gà trứng diều chậm tiêu tốt nhất cho nghỉ vần lại cho an toàn. Đúng rồi bác Nguyễn Huân ạ, tôi cũng nghĩ như vậy, nó đã chậm tiêu rồi thì các ông nên vần lại. Thôi chào anh em nha, tối nay anh em mình tâm sự thế thôi, để tối mai lại còn nói tiếp, chứ nếu không nói hết chuyện mai đéo có cái gì nói. Mấy hôm nay tôi ở nhà, buổi tối rảnh rỗi tôi sẽ nói chuyện với các ông, đến tầm này thì sẽ đi uống nước rồi nghịch ngợm một tí rồi đi ngủ. Anh em cũng vậy, ngủ sớm thôi, sáng mai chúng ta lại gặp nhau. Và sáng mai thì hy vọng là sẽ có cặp gà nào đó vần cho anh em xem. Hôm nay không có cặp nào nó gọi mãn nhãn lắm. Những nhà đã có tông dòng rồi, ít nhất người ta phải mất từ 3 đến 5 năm chọn lọc gà mái. Cuối tuần tới lên mạng. Ok, tới Phạm nha. Và cũng nhân đây thì mời tất cả anh em, nếu mà anh em nào có thời gian rảnh rỗi thì
29 đến 30 tháng 4 thì lên trên Lào Cai chơi. Anh em có thể là giao lưu với nhau chén rượu chén chè. Anh em mình có thể là ngồi để nói chuyện với nhau, tâm sự với nhau về gà trọi, rồi giao lưu với nhau. Có thể là uống rượu với những cô gái người Thái, vân vân. Đấy, cũng khá là thú vị. Và hy vọng rằng là anh em nào có thời gian có thể lên chơi với tôi được. Chào tất cả anh em nha.